Giang giật cười nhạt một tiếng, nói phong nhất chuyển nói, người muốn học cũng học không được, có lẽ. Trên thế giới này chỉ có một mình ta có thể học lực thần đã quyết. Còn ta tu luyện thế nào, đây là bí mật, không phải ta người, những bí mật này không có khả năng nói cho ngươi. Phi, kỳ thanh trần rõ ràng xì một tiếng, mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, sau đó nghiêm sắc mặt nói, giang giật, ta chính thức cảnh cáo ngươi, đừng đánh bản tiểu thư chủ ý. Ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi, người đây là biết không về sau không cho phép đùa giỡn như vậy. Ha ha ha, Giang giật nhìn xem kỳ thanh trần trứng chạc đàng hoàng dáng vẻ mừng rỡ, mới vừa rồi bị kha lộng ảnh trọng thương phiền muộn cùng tinh thần xa suốt quét sạch sành xanh, cười nói ra tốt, của ta kỳ đại tiểu thư, ta cũng sẽ không đối người động ý đổ xấu, người là trưởng bối của ta, là của ta cô bà bà, có thể a à. Muốn ăn đòn, kỳ thanh trần thẹn quá hóa giận, rỗi ra nắm đấm liền muốn đánh Giang giật. Nhưng nắm đấm giữa không chung dừng lại, nàng phát hiện dạng này đánh người không đúng, cảm giác có chút giống như. Tình nhân ở giữa tán tỉnh, vội vàng mặt mũi tràn đầy lúng túng quay đầu đi qua, dứt khoát không để ý tới giang giật. Tốt, giang giật sắc mặt khôi phục đứng đắn, ánh mắt nhìn về phía trên không nói, thanh trần, người tại cái này vân vân. Ta lên bên trên nhìn xem, ta cảm giác bộ cổ thi này tựa hồ đang triệu hoán ta, ta đi tìm một chút. Cẩn thận chút, kỳ thanh trần có chút lo lắng nhìn sang, thì nước giống như này kinh khủng, kia cổ thi sẽ có bao nhiêu kinh khủng phải biết lực thần nhất tộc thế nhưng là diệt vong không biết đã bao nhiêu năm, cũng không biết diệt ma đại đế làm một cỗ dạng này thi thể phong ấn tại nơi này, có dụng ý gì? Hưu, Giang giật khống chế một cái kiếm sát tộc hướng lên trên mặt bay đi, kiếm sát tộc đối không trung cự thạch hung hăng bổ tới, một mảnh hỏa hoa sáng lên. Kiếm sát tộc như thế sắc bén cự kiếm lại chỉ là tại trên đá lớn lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt khe nhỏ. Keng keng keng, kiếm sát tộc liên tục không ngừng công kích, khe nhỏ càng lúc càng lớn, Giang giật chờ dây lát trong tay hỏa long kiếm lóe lên kiếm sát phương xuất hiện tiếp tục hướng cái kia cái khe nhỏ công kích ken ken kiếm sát phương công kích mạnh mẽ rất nhiều khe hở không ngừng biến sâu biến lớn Giang giật đứng ngạo nghễ giữa không chung nhắm mắt lại tinh tế cảm ứng một mực không nhúc nhích kỳ thanh trần nhìn xa xa độc linh một mực chưa có trở về hẳn là ở bên ngoài giò xét phòng ngừa có người tới gần một nén nhang ba nén hương nửa canh giờ khe hở biến thành một đầu đường hầm to lớn kiếm sát phương máy móc vùng vẩy cánh tay tiếp tục đào thông đạo, giang giật đôi mắt tại thời khắc này mở ra, bởi vì hắn phát hiện kiếm sát phương công kích đã không có bất cứ tác dụng gì. Đường hầm to lớn nội bộ lóng lánh đen nhánh quang mang, rõ ràng có cấm chế, giang giật cảm ứng được kia cấm chế kiếm sát phương căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Khó làm, giang giật mở to mắt, cho dù là cấm chế quang mang có một tia biến ảo, hắn cũng sẽ tiếp tục để kiếm sát công kích đến đi. Cấm chế đều không có bất kỳ cái gì biến ảo, điều này nói rõ bằng vào kiếm sát phương công kích rất khó phá tan cấm chế. Thanh Trần, người rời khỏi hẻm núi bên ngoài, nghĩ nghĩ, sang giật chỉ có thể vận dụng dung hợp hỏa diễm, giống như hỏa diễm cũng không thể phá tan cấm chế, hắn liền sẽ từ bỏ bộ cổ thi này. Cẩn thận một chút, khi Thanh Trần lần nữa lo lắng nói một câu, thối lui ra khỏi hẻm núi. Sang giật bay vụt lên móc ra hang đá, đem kiếm sát phương thu nhập hỏa long kiếm, sau đó chậm rãi tới gần cấm chế. Ông! cấm chế như gợn nước có chút lấp lánh một tia sáng giang giật trong tay hỏa diễm chậm rãi xuất hiện cấm chế lập tức quang mang lấp lánh không ngớt phía dưới vừa lúc nhỏ xuống thì nước bị bốc hơi kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ hẻm núi không dùng giang giật con người khóa chặt quang mang kia lấp lánh cấm chế mặt mũi tràn đầy thất vọng cấm chế năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao nhưng nhìn xem quang mang lấp lánh trình độ giang giật phi thường kết luận là coi như hắn đem tất cả hoang hỏa đều cho tiêu hao hết cuối cùng cũng không phá được cấm chế Diệt ma đại đế cấm chế làm sao như vậy cường đại giang giật bất đắc dĩ thở dài, lần này xem như lãng phí thời giờ. Hắn thu hồi hỏa diễm đi ra phía ngoài, ngay tại hắn sẽ bay thấp sơn động, bên trong lại truyền tới một đạo ba động, nội tâm của hắn rung động không thôi, cỗ kia cổ thi lần nữa triệu hoán hắn. Ây, bước chân hắn dừng lại, con người lấp lóe không yên nhìn qua cấm chế, trầm ngâm một lát lần nữa quay trở về cấm chế bên cạnh. Lúc này bên trong lại truyền tới một đạo ba động, triệu hoán ý tứ hết sức rõ ràng, tựa hồ tại im ắng truyền lại một loại tin tức cho Giang Giật. Đúng rồi, Giang Giật nội tâm khẽ động, thứ chín khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực đột nhiên vận chuyển, sau đó đột nhiên đối cấm chế ném ra một quyền. Oanh, một đạo trầm muộn nổ vang truyền đến, cấm chế quang mang lần nữa lóe lên, lần này bày ra đến Giang Giật con mắt đều không mở ra được, bất quá tại Giang Giật chừng mắt nhìn về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia cuồng hỉ. Hữu dụng, Giang Giật toàn thân run lên, bằng vào nhục thân một quyền lại làm cho cấm chế năng lượng cấp tốc yếu bớt, mặc dù Giang Giật cũng không tin tưởng tại sao lại phát sinh loại tình huống này, nhưng hắn toàn thân đều run rẩy không thôi, hưng phấn vô cùng. Lực thần nhất tộc cổ thi, cùng hắn có huyết mạch cộng minh, giống như có thể được đến cỗ này cường đại cổ thi, không cần phải nói nhất định có thể đạt được lợi ích to lớn. Âm 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 âm, Giang Giật một quyền lại một quyền đánh tới hướng vách đá cấm chế, kia cấm chế thoáng cái bẩy ra đến dọa người, thoáng cái vừa vội kịch ảm đạm, Giang giật công kích tần suất càng lúc càng nhanh, hắn cảm giác cấm chế này liền muốn phá vỡ. Ông, hai nén hương về sau, Giang giật cũng không biết chính mình ném ra bao nhiêu quyền, kia cấm chế quang mang lóe lên rốt cục biến mất. Giang giật một quyền đem trước mặt vách đá cho tươi sống thẻ mặc vào. Vách đá phía sau là trống rỗng, bên trong là một cái mật thất, một cái toàn bộ phong bế không có cửa cửa sổ mật thất. Mật thất cũng không lớn, chỉ có phương viên chừng 10 trượng, trong mật thất không có cái gì, chỉ là ở giữa nằm một cỗ to lớn thi thể. Không tốt, Giang giật ánh mắt nhìn về phía cổ thi, linh hồn kịch liệt chấn động. Bởi vì không nhúc nhích cổ thi tại thời khắc này thế mà sống lại, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng hắn đột nhiên vào tới, một cái gầy còm đại thủ trong nháy mắt nắm hắn cổ. Đồng thời cổ thi kia song toàn hắc mâu con sáng lên một đạo lục quang, cái này lục quang lóe lên xuất vào mi tâm của hắn, một đạo âm trầm nụ cười quỷ quyệt vang lên tại linh hồn hắn bên trong, ha ha ha, tiểu tử ngươi rất không tệ, bản tọa đợi ba vạn năm, rốt cuộc chờ đến một cỗ hoàn mỹ nhục thân chương 1623, Ngọc Thạch Câu Phần. Cảm bấy, Giang giật nội tâm nhất lên kinh đào Hải Lãng, cái này của thi triệu hoán hắn đúng là vì đạt được thân thể của hắn. Ba vạn năm, cái này rõ ràng là thượng giới thời gian, cỗ này lực thần nhất tộc chí cường giả thi thể chết 3 vạn năm, hắn tàn hồn thế mà còn không có tiêu tán, đây cũng quá kinh khủng a à. Mặc kệ bất kỳ tình huống gì, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, Giang giật nghĩ tới là bảo mệnh. Hắn không có chút gì do dự, mặc kệ xông vào linh hồn bên trong lục quang trước tiên đem chữ tiểu triện ký tự vận chuyển ra trong tay lục sắc hỏa diễm xuất hiện đối trước mặt bộ cổ thi này hung hăng vỗ tới ông chữ tiểu triện ký tự ra linh hồn trong thức hải quang mang lấp lánh không ngớt kia lục quang vừa vọt vào lập tức đem toàn bộ linh hồn thức hải chiếm cứ bất quá chữ tiểu triện ký tự quang mang lấp lánh về sau lục quang rõ ràng một yếu ách giang giật linh hồn lần nữa chấn động hắn bá đạo hỏa diễm đập vào trước mặt cán thi bên trên thi thể kia thế mà không có giấy lên hỏa diễm chỉ là làn da màu đen trở nên hạt đỏ trừ cái đó ra không có bất cứ vấn đề gì cái này cắn thi cường đại đến làm lòng người giật mình dù thiên vương mặc bạch ngọc giáp đều bị lục sắc hỏa diễm đốt là cho tàn có thể tưởng tượng cái này cắn thi cường đại a à, cùng một thời gian giang giật linh hồn bên trong vang lên một đạo một chút bối rối cái kia đạo lục quang điên cuồng hướng giang giật linh hồn dũng mãnh lao tới lại bị chữ tiểu truyện ký tự quang mang ngăn tại bên ngoài tạm thời không cách nào tới gần giang giật linh hồn đây là vật gì tiểu tử, không nghĩ tới người còn có như thế cường đại linh hồn trí bảo. Lục quang bên trong truyền đến một giọng già nua, lập tức ngữ phong rất nhanh nhất truyền, tiểu tử khác đừng chống cự, năm đó bản tọa thế nhưng là lực thần nhất tộc tộc hoàng phía dưới đệ nhất cường giả. Mặc dù linh hồn cũng không phải là bản tọa cường hạc, nhưng như người loại này tiểu nhân vật lật tay liền có thể chấn áp. Ngoan ngoãn vì bản tọa sử dụng, bản tọa hội nhanh chóng giúp người nhục thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần vạn lần, đến lúc đó bản tọa tuyệt đối có thể tái hiện chúng ta lực thần nhất tộc vinh quang, xưng bá toàn bộ thiên giới. Hưu, lục quang phân ra từng đạo lưu quang, cuồng bạo vào tới, đập nền tại chữ tiểu truyện ký tự bên trên, kia chữ tiểu triển ký tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, rõ ràng ngăn không được lục quang công kích. Làm sao bây giờ, Giang giật thầm kêu không ổn, chữ tiểu triển ký tự rất cường đại, phong hào chiến thần công kích linh hồn đều không nhất định có thể hủy diệt linh hồn của hắn nhưng cái này cán thì thế nhưng là lực thần nhất tộc tộc hoàng phía dưới đệ nhất nhân thực lực của hắn khủng bố đến mức nào căn bản là không có cách tưởng tượng lực thần nhất tộc năm đó xưng bá toàn bộ thiên giới cuộc đời trước đây chiến lực rất có thể đạt đến phong đế cấp không thể từ bỏ phong đế cấp lại như thế nào hắn đã chết đi ba vạn năm hắn đây chỉ là một tia tàn hồn giang giật linh hồn bên trong hiển hiện một cái ý niệm trong đầu tâm niệm lập tức yên lặng đi hỏa long kiếm phía trên bắt đầu kêu gọi tên kia lão giả thần bí tàn hồn đáng tiếc kêu mấy chục lần hỏa long kiếm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đúng rồi, thôn thiên thú. Giang giật đột nhiên nhớ tới lần trước tại địa sát giới hắc tuyệt đáy biển, cái kia minh vương muốn ma hóa hắn, cuối cùng bị thôn thiên thú đánh lui. Hắn vội vàng tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong gầm thét, tiểu mãnh mau tới giúp ta. Thôn thiên thú tại hỏa linh châu bên trong hoang trong lửa ngủ say, nghe được giang giật quát lớn lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay ra, xông vào giang giật linh hồn bên trong. Chi chi! thôn thiên thú ngưng tụ thành một cái tiểu thú hư ảnh ra giang giật linh hồn trong thức hải nó kêu to vài tiếng há mồm liền bắt đầu hút lục sắc sương mù cắn thi tàn hồn hoảng sợ âm thanh rất nhanh vang lên cái này đây là thôn thiên thú loại này thiên địa dị chủng thế mà vẫn tồn tại hừ hừ tiểu tử lập tức để thôn thiên thú dừng lại nếu không bản tọa hủy đi nhục thể của ngươi để ngươi hồn phi phách tán hủy đi giang giật truyền lại một đạo ý niệm đi qua điên cuồng truyền âm nói toàn bộ thế giới chỉ có một mình ta có thể tu luyện lực thần quyết ngươi như hủy đi nhục thể của ta, lực thần nhất tộc tụ triệt để tiêu vong. Ta có thể tu luyện lực thần quyết, đó cũng là các ngươi lực thần nhất tộc truyền thường người. người muốn đoạt bỏ mơ tưởng, ta coi như tự bảo cũng sẽ không để ngươi đạt được nhục thể của ta. ngươi lục quang vừa tức vừa giận, ngữ khí lập tức thay đổi đã khá nhiều. tiểu tử, ngươi khác đừng không biết tốt xấu a. nhục thể của ngươi cho bản tọa, bản tọa có thể giúp ngươi nhất thống thiên hạ, trở thành vạn giới thiên đế. thân nhân của ngươi bản tọa sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi gia tộc bản tỏa cam đoan vạn thế vĩnh xương, cựu nhân của ngươi bản tỏa giúp ngươi chém tận giết tuyệt, ngươi còn có cái gì không vừa lòng. Ha ha, Giang giật phản nói ra, vậy ngươi an tâm chết đi, ta sẽ giúp các ngươi lực thần nhất tộc tái hiện năm đó vinh quang, ta sẽ trở thành vạn giới thiên đế, ngươi nhưng có cái gì nguyện vọng cùng cựu nhân ta giúp ngươi hoàn thành, giúp ngươi giết. Chi chi, thôn thiên thú hút lục sắc xương mù thật nhanh, kia lục quang trở nên táo động, hắn nổi giận hét lớn, tiểu tử, đã ngươi như thế không biết chuyện, vậy liền ngọc thạch câu phần đi. Vù vù, đoàn kia lục sắc trong sương khói vô số lưu quang điên cuồng phóng tới, tần suất công kích thoáng cái mãnh liệt mấy lần, chữ tiểu triện ký tự trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Giang giật xem xét tình huống không đúng, thần hạch bên trong thiên lực biên cuồng vận chuyển, hắn niên cuồng cười ha ha, ngọc thạch câu phần tựu ngọc thạch câu phần, ai sợ ai muốn đoạt bỏ nằm mơ, ta hủy đi nhục thân, các ngươi lực thần nhất tộc tự triệt để xong đời. Giang giật bên trong thiên lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, một cỗ cuồng bạo khí tức chuyển đến, mắt thấy là phải tự bảo. Lực thần nhất tộc cường giả lập tức hoảng sợ, giang giật thiên lực phi thường hùng hậu, như tự bảo hắn cái này tia tàn hồn khẳng định cũng sẽ bị đánh tan. Tiểu tử, dừng tay, lục quang thoáng cái đình chỉ công kích, lực thần nhất tộc cường giả quát khẽ, nếu không dạng này ngươi để bản tỏa tàn hồn sống nhờ tại linh hồn ngươi bên trong, chúng ta cùng tồn tại, chờ bản tỏa tìm tới thích hợp hơn nhục thân lại đi đoạt xá. Ây, giang giật ngừng tự bảo, có chút trần chờ, hắn truyền âm hỏi, người xác định sẽ không lại đoạt xá nhục thể của ta. Đương nhiên sẽ không, tàn hồn phi thường quả quyết truyền âm nói, bản tọa thế nhưng là lực thần nhất tộc đông đế, nhất ngôn cửu đình, đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi một cái tiểu thí hài, nhanh để ngươi thôn thiên thú dừng lại, còn nuốt bản tọa cũng không khách khí. Đúng rồi, Giang giật tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, truyền lời nói tiền bối, ta cũng không gạt ngươi, ta có cái tộc nhân cũng có thể tu luyện lực thần nhất tộc công pháp, nhục thể của hắn cũng không tệ, ta đem hắn nhục thân tặng cho ngươi như thế nào. Thật, lão giả thần bí vui mừng, lập tức phát hiện thôn thiên thú còn không có dừng lại thôn phệ, lập tức nổi giận giống to, tiểu tử, mau gọi ngươi thôn thiên thú dừng lại, nếu không bản tọa tự hủy đi linh hồn của ngươi cùng nhục thân, để ngươi chết không có chỗ chôn Tốt, 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 tiền bối khác đừng xúc động, giang giật kinh hoàng thanh âm vang lên, hắn khóa chặt thôn thiên thú giống giận, tiểu mãnh cho ta nuốt cái này tạp toái, muốn đoạt của ta bỏ, đi chết đi. Ông, Giang giật vận chuyển tất cả chữ tiểu triện ký tự đột nhiên hướng lục quang trung tâm đánh tới, thôn thiên thú thân thể quang mang tăng vọt vọt thẳng nhập giữa lục quang, công kích thôn phệ tàn hồn hạch tâm. Lực thần nhất tộc cường giả tàn hồn lập tức giận dữ không thôi, giống giận tiểu tử, người dám giở trò lừa bịp bản tỏa hủy ngươi. chương 1624, thu hay là không thu? Hủy đi, hủy đi, hủy ta, các ngươi lực thần nhất tộc tụ triệt để diệt phong. Giang giật ý chí một mực phi thường kiên định, giống như bị người đoạt xác, vậy không bằng chết đi. Sở dĩ hắn mặc dù cảm nhận được cô kia cán thi tay đối lồng ngực của hắn mãnh liệt chộp tới, nhưng vẫn như cũ điên cuồng công kích tàn hồn. Đao phong tận xương không thể không chiến, gánh nước tranh hùng không thắng thì vong, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, như thế thời khắc tự so với ai khác ác hơn, ai càng ngang. Oanh, cái kia cán thi cự thủ lục quang lóe lên, ra sức vồ một cái, lồng ngực của hắn lập tức bạo liệt. Không sai, là bạo liệt, bạch ngọc giáp tầng tầng bạo liệt, cái kia cán thi tay tựa như một cái sắc bén vô song bảo kiếm, đem nguyên thủy linh bảo một chảo cho vồ nát. Cái này nguyên thủy linh bảo lục sắc hỏa diếm cũng không thể thiêu hủy, kha lộng ảnh bắn ra một tiếng cũng không thể phá vỡ, lại bị một cái tay nhẹ nhõm một chảo cho vồ nát. Móng vuốt nhẹ nhõm mò vào, đối giang giật thần hạch chộp tới. Nếu là thần hạch bị vồ nát, giang giật tự biến thành phế nhân, mà lại giống như tóm đến quá mạnh, có lẽ sẽ còn gây nên thiên lực nhiễu loạn bạo tạc, để nhục thân triệt để nổ thành bột mịn. Hủy đi, Giang giật điên cuồng giống to, hoàn toàn không để ý bàn tay khổng lồ kia, tiếp tục khống chế chữ tiểu triện ký tự cùng thôn thiên thú công kích linh hồn bên trong cái kia đạo lục sắc sương mù. Lực thần nhất tộc cường giả đông đế tàn hồn trải qua 3 vạn năm, còn có thể tồn tại đến, hoàn toàn là hắn nắm giữ một loại bí thuật, nếu không đã sớm tiêu tán. Trải qua 3 vạn năm, hắn tàn hồn hồn lực đã yếu ớt không thể nghe thấy, mới vừa rồi bị thôn thiên thú không ngừng thôn phệ hồn lực, giờ phút này lại bị hai mặt giáp công, hiện đã đến tan dã biên giới, hắn truyền ra thanh âm đều có chút suy yếu tiểu tử, thật muốn ác như vậy vậy cũng đừng trách bản tỏa vô tình. Giang giật ý chí như sắt, không muốn mạng công kích, quát ta chính là cái này tính cách. Chết, suy suy, cái kia bắt bỏ vào giang giật ngực tay, hùng hăng hướng phía dưới chộp tới, đã bắt lấy giang giật thần hạch, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, giang giật thần hạch tất bạo, nhưng giang giật vẫn như cũ hoàn toàn không để ý tiếp tục cùng thôn thiên thú công kích. Thôi, thôi, a à, đại thủ một khắc cuối cùng ngừng lại, còn nhanh nhanh thu hồi lại, lực thần nhất tộc tàn hồn truyền đến một câu hư nhược lời nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, bản tọa nhận thua. Bản tọa bộ thân thể này bị ta dùng đặc thù bí thuật luyện vạn năm, nhưng so sánh thần binh, ngươi cũng đừng hủy, giống như có cơ hội lời nói, đem bản tọa nhục thân mang lực thần dưới núi chôn đi. Mặt khác tiểu tử, ngươi tu luyện lực thần quyết tuyệt đúng không toàn bộ, nếu muốn lĩnh hội thật lực thần quyết, ngươi liền hảo hảo quan sát thoáng cái bản tọa nhục thân, chú ý toàn thân khiếu huyệt. Tàn hồn lúc nói chuyện, Giang giật một mực không có dừng lại công kích, thôn thiên thú tiếp tục thôn phệ, thẳng đến trong đầu sở hữu xương mù màu lục đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Giang giật cùng thôn thiên thú mới ngừng lại được, lục quang biến mất, thanh âm im bặt mà dừng. Giang giật vẫn chưa yên tâm, thấy bên trong vài vòng, xác định không có một tia khói xanh sau mới thở dài một hơi. Hắn mở to mắt, mi tâm bắn ra từng cái chữ tiểu triện ký tự, xông vào phía trước cô kia như là ma thần nhục thân, ở bên trong dạo qua một vòng dò xét đến bên trong không có bất kỳ cái gì tàn hồn lưu lại, hắn thân thể lui nhanh mấy trượng, trong tay thần thụ diệp xuất hiện tốc độ nhanh liệu thương. Hô hô, thương thế không tính nghiêm trọng, chỉ là cho người ta mở ngực mổ bụng thôi. Đáng tiếc duy nhất liền là bạch ngọc giáp, như thế cường đại nguyên thủy linh bảo chiến giáp thế mà bị hủy. Chữa thương một lát, giang giật khôi phục được 7-8 phần, hắn nhìn qua phía trước cô kia như pho tượng đứng thẳng nhục thân, có chút trần chờ bất định. Cái này tồn tại mấy vạn năm lão ma quá xảo trá, vừa rồi kém chút tựu bị hắn đoạt xá, giờ phút này ai biết hắn có phải thật vậy hay không chết tàn hồn biến mất. Theo hắn nói cỗ này cán thi vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa chân chính lực thần quyết. Vấn đề là, hắn không thể khống chế a, à, mang theo trên người vạn nhất hắn không chết, đột nhiên cho đánh lén thoáng cái, lại đoạt xá nữa nha. Nhưng bộ thân thể này quá cường đại, lục sắc hỏa diễm đều đốt không hủy, nguyên thủy linh bảo đều có thể xé rách, như thế thân thể mạnh mẽ bỏ đi không cần thật là đáng tiếc. Đúng rồi, giang giật đột nhiên nhớ tới một sự kiện hắn quát lớn tiểu mãnh hắn nghi tâm một đạo lưu quang bay ra thôn thiên thú thân thể ở giữa không trung ngưng tụ truyền âm nói đại mãnh liệt gọi ta chuyện gì a à, cái này tàn hồn tốt cường đại a à, đều chống đến ta giang giật chỉ vào cỗ kia cán thi nói ngươi thử một chút có thể hay không khống chế cỗ kia cán thi tốt thôn thiên thú bay đi trên đầu độc giác phát sáng lên một vệt kim quang bao phủ cả cỗ cán thi trọn vẹn bao phủ thời gian một nén nhang tiểu thú bất đắc dĩ bay trở về truyền âm nói đại mãnh liệt không được cái này cán thi không có linh hồn ta không khống chế được không có linh hồn ngươi xác định giang giật nhướng mày ngưng âm thanh hỏi xác định nha thôn thiên thú rất khẳng định nói ra chúng ta nhất tộc đối với hồn thể đồ vật mẫn cảm nhất cái này hồn thể cũng là mỹ thực a à, cỗ thi thể này bên trong không có bất kỳ cái gì hồn thể tồn tại dạng này a à, giang giật nhẹ gật đầu để thôn thiên thú hồi trở lại hỏa linh châu bên trong hắn nhìn chằm chằm nơi xa cỗ kia cán thi nhìn lại cỗ này cán thi vô cùng cao lớn, khoảng chừng cao bốn trượng, mặc dù tồn tại ba vạn năm, thi thể nhưng không có nửa điểm hư thối, ngược lại dị thường cô đọng. Từng cục cơ bắp tràn đầy lực lượng mỹ cảm, đôi mắt giờ phút này là nhắm lại, thấy không rõ con mắt, mái tóc màu đen thế mà không có chóc ra, ngược lại đen nhánh tỏa sáng. Giống như không phải cái này cán thi không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, không có nhịp tim, ngoại nhân nhìn thấy lần đầu tiên khẳng định sẽ cảm thấy là một cái người sống. Thu hay là không thu, Giang giật nội tâm thiên nhân giao chiến, chờ chỉ chốc lát nơi xa vang lên hai đạo tiếng xé gió, độc linh cùng kỳ thanh trần hướng bên này bay tới, độc linh thật xa tự quát khẽ nói thiếu chủ, người đến. Thu, Giang giật cắn răng, lấy ra thiên hàn châu thiên lực quán chú, thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh kia cán thi biến mất trong sơn động. Tâm hắn niệm yên lặng đi vào, nhìn qua đứng tại một đám kiếm sát tộc ở giữa cán thi, xác định không có dị dạng về sau, hắn thân thể bắn ra. Thiếu chủ, tới một đám người, có cửu cái phong vương cấp. Độc linh nhẹ nhàng tới, kỳ thanh trần nhìn bên trong cái lối đi kia khẩn trương hỏi, giang giật đắc thủ sao? Đắc thủ, giang giật cười khổ một tiếng, vừa rồi thế nhưng là kém chút chết rồi, nhục thân của mình kém chút biến thành cái kia lão ma, kỳ thanh trần mấy người cũng hội không hiểu thấu bị giết. Hắn không có thời gian giải thích thêm, vung tay lên nói, rút lui trước, thanh trần ngươi vào của ta không gian thần khí bên trong. Đem kỳ thanh trần thu nhập hốn nguyên châu, giang giật thả ra tiềm ẩn thuật, cùng độc linh hướng hẻm núi chỗ sâu kín đáo đi tới. Đằng sau rất nhanh truyền đến từng đạo tiếng xé gió, bảy tám cái công tử tiểu thư mang theo hơn 10 hộ vệ lao đến, hơn 20 người nhìn lướt qua kia hang đá, một tên khôi ngô tuổi trẻ công tử, lập tức quát khẽ vừa mới có người tại cái này đào bảo, hẳn là giang giật. Phong thiếu, người nói không sai, một tên phong vương cấp cường giả vọt ra, đúng là tại tầng 2 giữ vững cửa vào hai người một trong. Hắn liếc mấy cái kia trên hang đá vết tích, phi thường khẳng định nói ra, cái kia hẳn là là giang giật khôi lỗi bổ ra tới vết tích, trong sơn động vết máu còn không có làm, bọn hắn khẳng định vừa mới đào tẩu. Truy, đao phong như lang con người quét qua, vung tay lên dẫn người hướng phía trước chạy như điên. chương 1625, tiếp ta một chiêu. Đằng sau có người, giang giật cùng độc linh chỉ có thể hướng hẻm núi chỗ sâu phóng đi. Cái này hẻm núi không biết dài bao nhiêu, bôn tẩu mấy trăm dặm thế mà còn chưa đi đến cuối cùng, phía sau tiếng xé gió càng ngày càng gần giang giật cùng độc linh lông mày nhíu lên cửu cái phong vương cấp như một khi bị vây lại hậu quả khó mà lường được a à. phía trên có cấm chế a à. giang giật hướng đỉnh đầu nhìn một cái cái này hẻm núi hai bên vách đá quá cao phía trên tuyệt đối có cấm chế hai bên vách đá thạch đầu cứng rắn như thế hai người không đường có thể đi chỉ có cắn răng tiếp tục hướng phía trước phóng đi cái này hẻm núi làm sao dài như vậy bôn tẩu mấy trăm dặm cái này hẻm núi thế mà còn chưa tới cuối cùng ngược lại càng ngày càng hẹp phía sau tiếng xé gió càng ngày càng gần lờ mờ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh băng băng mà tới phanh phanh đằng sau đột nhiên đánh ra mấy đạo lưu quang kia lưu quang uy lực cũng không có quá lớn nhưng không gian kịch liệt chấn động không thôi giang giật cùng độc linh tiềm ẩn thân thể trong nháy mắt bị chấn động ra một đạo tiếng cười to vang lên ha 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 giang giật nghe nói ngươi là địa giới đệ nhất thiên tài tại hạ đao phong chuyên tới để một hồi giang giật không có trả lời mà là trước tiên đem độc linh cho thu vào, đồng thời không ngừng thả ra kiếm sát tộc, thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, cấp tốc hướng phía trước lao nhanh. Chỉ cần xông ra hẻm núi, bằng vào tiềm ẩn thuật, đừng nói mấy người này, coi như nhiều gấp bội đều mơ tưởng đuổi giết hắn. Hiu hiu hiu, kiếm sát tộc hóa thành từng đạo lưu quang hướng về sau mặt lướt tới, giang giật một bên bôn tẩu một bên thả ra kiếm sát tộc, cái này hẻm núi vốn là càng ngày càng hẹp, bị giang giật kiếm sát tộc hoáng cái chặn lại. Người phía sau muốn tập sát giang giật, chỉ có đột phá kiếm sát tộc tầng tầng chặn đường rầm rầm rầm, Đao Phong trong tay xuất hiện một cái tuyết trắng chiến đao, đột nhiên hướng phía trước một bổ, một đạo to lớn tấm lụa như chân trời thải hồng sáng lên phía trước kiếm sát tộc bỗng chốc bị chống giống một cái thông đạo, một đao kia ít nhất chém nát số thiên kiếm sát tộc thành ra một đầu vài dặm thông đạo, hưu, Đao Phong thế không thể đỡ, căn bản không để ý tới kiếm sát tộc hướng phía trước phóng đi, người đứng phía sau theo sát phía sau hai bên kiếm sát tộc kia như mưa rơi kiếm bổ vào đao phong trên thân, nhưng hắn trên thân bạch quang lấp lánh, thân thể đều không có di động một phần, bất quá tốc độ không thể tránh khỏi giảm bớt một tia. Đây là đạo thiên linh bảo vẫn là hồng mông linh bảo cái này đao phong đến cùng là cái gì siêu cấp hào môn công tử không chỉ có đạt tới phong vương cấp, còn một thân trí bảo. Giang giật thấy âm thầm kinh hãi, đao phong binh khí cùng chiến giáp đều quá mạnh, chỉ là giờ này khắc này hắn có thể như thế nào chỉ có thể liều mạng thả ra kiếm sát tộc, coi như đem thiên hàn châu bên trong 7,8 triệu kiếm sát tộc hủy sạch, hắn cũng ở đây không tiếc. Hẻm núi tiếp tục hướng phía trước dọc theo, đao phong mặc dù mãnh liệt, chỉ là hẻm núi càng ngày càng hẹp, toàn bộ không gian đều bị kiếm sát tộc chặn lại. Bọn hắn muốn tiến lên chỉ có phá hủy kiếm sát tộc, mỗi lần tốc độ công kích không thể tránh khỏi giảm bớt, sở dĩ song phương tốc độ không sai biệt lắm tựu san bằng, giống như Giang Giật có thể chạy ra hẻm núi, vẫn là có cơ hội chạy chối chết. Giang Giật, là cái ra môn cũng đừng chạy a. À. Đào Phong đuổi một hồi gặp từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn khoảng cách, quát khẽ, nếu không dạng này ta để các nàng đều lui ra phía sau, hai người chúng ta đơn đã độc đấu một trận chiến như thế nào ngươi giết chúng ta người của thiên giới, đánh bằng hữu của ta mặt, cái này chàng tử ta tự nhiên muốn tìm về, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, thù này tự tính kết liễu. Giang giật cười nhạo một tiếng, quay đầu quát lạnh nói, Đao Phong công tử, ngây thơ như vậy ngươi cũng nói đạt được khẩu làm ta là ba tuổi tiểu hài sao một đám người bọn ngươi, cửu cái phong vương cấp còn có ngươi một thân bảo vật, phòng vương cấp chiến lực, truy sát ta một người, đây chính là gia môn ta giang giật cũng không phải địa giới đệ nhất thiên tài, ta là nhân giới một cái tiểu võ giả, phi thăng chưa tới nửa năm, ngươi một cái thiên giới công tử nhà giàu, truy sát ta một tiểu nhân vật, không chê mất mặt. Ha ha ha, đao phong không có nửa điểm cảm thấy đỏ mặt, ngược lại cười ha hả cảm khái nói, phi thăng chưa tới nửa năm, kia càng là thiên tài trong thiên tài. Ngươi cũng đừng cùng ta chơi văn chữ bên trên trò chơi, Ngươi giết chúng ta một cái phong vương cấp, giết mấy cái gia tộc nhiều người như vậy, chúng ta không có khả năng buông tha ngươi. Ta và ngươi định một chiêu ước hẹn, kia là cho ngươi cơ hội. Ngươi yên tâm, ta Đao Phong không có ưu điểm khác, nói chuyện tuyệt đối giữ lời, như thế nào? Ta suy nghĩ một chút, giang giật để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại hướng phía trước tiếp tục chạy như điên. Cái này Đao Phong công tử quá âm hiểm, một chiêu ước hẹn cái kia đem chiến đao ít nhất đều là đạo thiên linh bảo, rất có thể là hồng mông linh bảo đồ đần mới đón hắn một chiêu đâu. Vạn nhất hắn nói chuyện giữ lời, người bên cạnh nói không giữ lời đâu Giang giật xưa nay không quen thuộc đem mạng của mình giao cho người khác đi trưởng khống. Tiếp tục chạy như điên, kiếm sát tộc đã thả ra vượt qua 300 vạn, phía trước vẫn còn không tới cuối cùng. Giang giật nội tâm có loại không dám dự cảm, cái này hẻm núi làm sao có thể như thế trưởng mà lại vô cùng hẹp hòi, trước kia độ rộng có ngàn trượng, biến thành mấy chục trượng. Nói không chừng cái này hẻm núi cuối cùng không chỉ có không phải lối ra, còn có thể gặp nguy hiểm. Hỏng bét, muốn cái gì tới cái đó, lần nữa bôn tẩu 300 dặm, Giang giật rốt cuộc thấy được hẻm núi cuối cùng, để hắn khiếp sợ là hẻm núi cuối cùng cũng không phải là lối ra, mà là một cái vách núi. Trong vách núi cũng không phải là đen nhánh, mà là không ngừng đang nháy bẩy ra, trên bầu trời cách mỗi một hơi thời gian tự có một vệt kim quang bay tới. Kim quang này Giang giật rất quen thuộc, không phải khác, chính là hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu Giang giật gặp qua nhiều, trước kia cưới hỗn độn thần thuyền tựu tao mộ rất nhiều lần, hỗn độn thần trong đò năng lượng rất mạnh, nhưng nếu bị hư không loạn lưu đánh chúng mấy lần, tuyệt đối sẽ bạo liệt. Nếu là lúc trước giang giật có lẽ sẽ liều một phen, bởi vì hắn có bạch ngọc giáp, bạch ngọc giáp bị cố kia cán thi làm hỏng, hắn nếu là bay vào vách núi vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Hưu, hắn khống chế hai cái kiếm sát tộc hướng phía trước mới bay đi, vừa mới phóng đi vách núi tựu bị hư không loạn lưu đánh chúng vào, kiếm sát tộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xoắn thành bột mịn thấy giang giật khóe miệng co quắp động ha 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 đao phong thân ở mấy ngàn trượng bên ngoài giờ phút này thế mà ngừng lại hắn cách số thiên kiếm sát tộc xa xa nhìn qua giang giật đùa cợt cười nói tiếp tục trốn a à, ngươi không phải rất có thể trốn sao làm sao không trốn giang giật bản công tử trả lại cho ngươi một cơ hội tiếp ta một chiêu việc này như vậy thanh toán xong như thế nào một chiêu giang giật lông mày lấp lóe trầm ngâm một lát hắn đột nhiên nhắm mắt lại nói ra, cho ta cân nhắc thời gian một nén nhang, tụ một nén nhang. Tốt, Đao Phong nhìn thấy bốn phía kiếm sát tộc không công kích, nhún vai không quan trọng nói. Hắn rất hưởng thụ loại này vuốt mèo lão thử trò chơi, giang giật không đường có thể trốn, hắn ngược lại là muốn nhìn thời gian một nén nhang giang giật có thể đùa nghịch ra trò gian gì. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, giang giật đúng giờ mở mắt, hắn cách không nhìn qua Đao Phong, nhếch miệng cười nói, Đao Phong công tử, rất xin lỗi, người của ngươi phẩm không đáng giá tin tưởng. Cho dù chết, Giang mỗ cũng không muốn chết tại ngươi đau hạ. Hưu, Giang giật trong tay quang mang lấp lánh, đột nhiên đánh ra một đoàn lục sắc hỏa diễm, mà hậu thân con hướng vách núi phía dưới nhanh chóng bay đi. Vô số hư không loạn lưu gào thét mà xuống, Giang giật thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rào sát thành huyết vụ. mươi 1626, sinh lộ, lui, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra, đao phong mặc dù không sợ, nhưng vẫn là trước tiên dẫn người lui về sau vô số kiếm sát tộc giấy lên hừng hực liệt hỏa đem mở tối hẻm núi chiếu lên sáng như tuyết mọi người xuyên thấu qua hỏa quang thấy được giang giật thân thể bị giảo sát thành bột mịn toàn bộ người đưa mắt nhìn nhau ngược lại là cái nhân vật các loại chờ hỏa diễm tiêu tán về sau đao phong dẫn người chạy vội tới mọi người đứng tại bên bờ vực liếc mấy cái xác định cái này hư không loạn lưu là thật về sau một tên công tử cười lạnh tiện nghi hắn ta còn muốn bắt lại hắn đem hắn lăng chỉ đâu Đi thôi, một tên khác công tử khoát tay áo dẫn người hướng đường cũ trở về, giang giật chết đi coi như xong là giải quyết xong trong lòng bọn họ một việc sự tình, xả được cơn giận, thời gian quý giá bọn hắn cũng không muốn lãng phí ở nơi này. Ồ, một đám người hướng về sau mặt đi vài bước, đột nhiên phát hiện đao phong không nhúc nhích, một vị tiểu thư nghi ngờ mở miệng nói, phong công tử, làm sao không đi nha. Không đúng, không đúng, đao phong cao mày nhìn qua vách núi, nhìn qua đầy trời nhẹ nhàng rất xuống hư không loạn lưu, hắn kinh nghi lẩm bẩm nói, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng không biết là không đúng chỗ nào tóm lại có vấn đề. Cái gì không đúng không đúng, mọi người bị đao phong nói lượn quanh đến chóng đầu, một tên công tử nhìn đao phong vài lần, hơi không kiên nhẫn nói ra, phong ca, đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang giật đều biến thành thịt nát, chẳng lẽ còn có thể còn sống sót không thành đây chính là chúng ta tận mắt thấy, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm bảo. Thịt nát, thịt nát, đao phong đôi mắt đột nhiên sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ kinh hô lên, không chết, giang giật không chết. Chúng ta nhìn thấy đều là giả tưởng, cái này vách núi không phải tử lộ, mà là một con đường sống, thậm chí. Có thể là đi tầng thứ ba cửa vào, cái gì, làm sao có thể, phong công tử ngươi nói cái gì ăn nói khủng biên đâu chúng ta đều nhìn thấy giang giật bị xoắn thành huyết vụ, làm sao có thể có lỗi. Mấy tên công tử tiểu thư nhao nhao kinh hô lên, giống như một người hội nhìn lầm, nơi này nhiều người như vậy làm sao có thể đều nhìn lầm mọi người đều không phải kẻ yếu. Giang giật bắt đầu còn khống chế hai cái kiếm sát tộc vọt vào, đồng dạng bị rảo sát thành phấn vụn. Huyết phụ, huyết, một tên phong vương cấp lão giả đôi mắt sáng lên, rất nhanh tỉnh ngộ lại, hắn gật đầu nói, phong công tử không có nói sai, giang giật hoàn toàn chính xác không chết, đã bị xoắn thành huyết phụ, vậy các người có thể nghe đến nửa điểm mùi máu tươi không có. Sở dĩ giang giật không chết, hắn bị rảo sát thành huyết phụ kia là giả tượng, nơi này rất có thể là đi tầng thứ ba cửa vào. Ách, mọi người hít mũi một cái đều bừng tỉnh đại ngộ, không sai. Một người bị xoắn thành huyết vụ, làm sao có thể không có mùi máu tươi coi như trong vách núi hư không loạn lưu không ngừng rơi xuống, nhưng mùi máu tươi không có khả năng nhanh như vậy tự tiêu tán a. À. Cửa vào, rất nhiều mắt người mắt sáng lên, tầng thứ hai bảo vật kỳ thật rất ít đi, hơn 10 lần tầm bảo đại đa số bảo vật đều bị đào, chỉ có một ít phi thường khó khăn đào bảo vật. Tỷ như Kha Lộng ảnh công kích kia một tòa thạch phong, các nàng đều biết, nhưng các nàng không muốn đi lãng phí thời gian vạn nhất tân tân khổ khổ phá tan cấm chế, bên trong chỉ là một kiện phổ thông bảo vật, cái này thua thiệt lớn. Tầng thứ ba trong lịch sử có mấy người đi vào qua, nhưng này mấy người trở ra chỉ có ba người ra qua. Một người ra liền chết, một người khác ra tộc đằng sau bị hủy. Người thứ ba lại là Kha ra người, Kha lộng ảnh lần này một người đều không có mang, cho thấy không muốn mang lấy mọi người đi vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba bên trong có bảo vật gì? Diệt ma kiếm cùng diệt ma giáp, cùng cái này diệt ma cùng khống chế hạch tâm, có thể hay không đều tại tầng thứ ba không ai biết rõ nhưng bên trong tuyệt đối có trọng bảo trong mọi người tâm thoáng cái dâng trào bất quá dâng trào về dâng trào mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám hướng vách núi phóng đi nơi này là một con đường sống chỉ là một cái suy đoán vạn nhất là tử lộ đâu liền xem như sinh lộ ai có thể cam đoan là tầng thứ ba cửa vào vạn nhất truyền thống đi một cái kinh khủng địa phương đâu chứ vị công tử tiểu thư đều là vạn kim thân thể không ai dám mạo hiểm Đào phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hư không loạn lưu nhìn mấy lần, trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, hắn quát khẽ ta đi thử xem, các ngươi như nhìn thấy ta là trong nháy mắt bị rào sát thành huyết vụ, kia đại biểu tuyệt đối an toàn, lập tức đuổi theo kịp. Phong thiếu không thể, một tên đao gia phong vương cấp cường giả lập tức kinh hô lên, giống như phong thiếu nhất định muốn thử một chút, người lão nô kia thử một chút đi. Không, như thúc, đao phong lắc đầu nói, ta mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, ở đây tất cả mọi người phòng ngự của ta cùng tốc độ là nhanh nhất hư không loạn lưu tuyệt đối không cách nào đánh giết trong trước mắt của ta tốt kha phong thiếu như tình huống không đúng lập tức lui về tới đao gia lão nô gặp đao phong đặt quyết tâm biết rõ không cách nào khuyên nhiều chỉ có thể gật đầu nói ông đao phong trên thân chiến giáp sáng lên thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phía trước vào tới toàn bộ người toàn thân đều căng thẳng con mắt gắt gao nhìn chầm chằm đao phong quả nhiên đao phong thân thể bay vụt đi vào, bị hư không loạn lưu trong nháy mắt bổ chúng, mà hậu thân con lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành bột mịn. Đao phong trước khi chết phía trước sắc lại vô cùng bình tĩnh, không có một tia thống khổ. Đi, đao phong mặc đạo thiên linh bảo, hư không loạn lưu không có khả năng trong nháy mắt chém giết hắn. Cái này hư không loạn lưu rõ ràng là giả, phía trước là một cái phi thường cao cấp huyễn trận. Lập tức mọi người nhao nhao đi theo hướng trong vách núi phóng đi, cả đám đều bị rào sát thành huyết vụ biến mất tại trong vách núi. Ông, từng đạo bạch quang lấp lánh, đao phong bọn người ra một đầu to lớn hành lang bên trong. Hành lang không phải là thường lượng đường bất quá rất dài, mà lại phía trước dễ ngoặt một cái, không biết cuối cùng hội dọc theo đi phương nào. Mọi người liếc nhau đôi mắt đều phát sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tầng thứ nhất là xâm lâm, tầng thứ hai là núi hoang, nơi này lại là hành lang địa hình rõ ràng không giống với lúc trước, các nàng hẳn là tiến vào tầng thứ ba đi, giang giật so với chúng ta sớm thời gian dài như vậy, cũng đừng bảo vật đều bị hắn cầm xong. Đao phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay một cái tuyết trắng chiến đao xuất hiện, mang theo mọi người hướng phía trước cấp tốc cuồng bạo mà đi. Hành lang bên trên rất an toàn, một đường cũng không có cảm ứng được bất kỳ cấm chế gì. Đao phong trong tay cầm một viên hạt châu màu trắng, hạt châu kia quang mang lóe lên lóe lên, có hạt châu này hắn căn bản không có nửa điểm cố kỵ. Bởi vì hạt châu này có thể cảm ứng sở hữu cấm chế, chỉ cần phía trước có cấm chế hạt châu liền sẽ một mực sáng lên. Bảy lần qua tám lần rẽ, chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, mọi người bước chân dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện giao nhau khẩu, một đầu hành lang biến thành chín đầu, mọi người không biết từ chỗ nào đi. Phong thiếu làm sao bây giờ? Đã hành lang có thể biến thành chín đầu, không cần phải nói có là sinh lộ, có là tử lộ, nếu không cũng không cần thiết phân lộ đi đao phong vô luận thực lực thân phận trí tuệ đều là trong đám người tối cường sở hữu công tử tiểu thư chỉ có trông cậy vào hắn quyết định có thể làm sao chín đầu thông đạo hoàn toàn giống nhau như đúc không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại mà theo ánh mắt của hắn quét qua hướng đầu thứ hai hành lang phóng đi quát khẽ nói ở giữa cùng hai bên khẳng định có vấn đề chúng ta điều hòa tìm vận may đi đao phong xông vào mọi người chỉ có thể một đường đi theo mà tại mọi người xông vào trong hành lang sau một lát đầu thứ nhất hành lang đột nhiên chuyển đến một đạo có chút tiếng xé gió. Một cái váy vàng nữ tử theo trong hành lang đi ra, đúng là tên kia kha lộng ảnh tiểu thư, nàng nhìn qua một chút còn lại mấy đầu thông đạo, trong tay xuất hiện một cái một phần bản chép tay, lật xem một lượt, nàng gật đầu nói, thứ hai, đệ tứ, đệ thất đầu là sinh lộ, ta tự đi đầu thứ tư đi, không biết lần này là không có thể có cơ hội đi vào diệt ma điện, lấy được tòa này diệt ma cung. Trường 1627, đều là bản công tử đến, giang giật không đi đầu thứ hai hành lang cũng không đi đầu thứ tư mà là đi đệ thất đầu hắn thả người nhảy vào vách núi cũng không phải là hắn muốn tìm cái chết mà là hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn trước đó hắn khống chế hai cái kiếm sát tộc vọt vào kia hai cái kiếm sát tộc trong nháy mắt bị hư không loạn lưu xoắn thành bột mịn điểm này không có bất kỳ cái gì nghi vấn vấn đề xuất hiện ở bột mịn bên trên nếu là bột phấn vậy khẳng định muốn nổi bồng bềnh giữa không trung nhưng cái này bột mịn tại hắn nhắm mắt lại đi cảm ứng lúc bột mịn lại toàn bộ biến mất, không có cái gì lưu lại. Đào phong bọn người bởi vì không có nghe được mùi máu tươi, phát hiện dị thường. Hắn thiên nhân hợp nhất hạ cảm ứng phi thường nhạy cảm, bột mịn mặc dù là bột phấn nhưng cũng tồn tại trong thiên địa, giống như dựa vào con mắt khẳng định không phát hiện được, hắn lại có thể dò xét đến rõ ràng. Sở dĩ hắn quyết định đánh cược một lần, đưa tử địa mà hậu sinh, bố cục người thích bố trí loại này nhìn như tử lộ, cuối cùng lại là đại hoạt đường con đường. Sự thật chứng minh hắn cược thắng đây tuyệt đối là tầng thứ ba, tại chín đầu thông đạo lựa chọn thời điểm, ý nghĩ của hắn cùng đao phong không sai biệt lắm. Loại này đường thường thường ở giữa cùng hai bên đều là tử lộ, sở dĩ chỉ còn lại sáu đầu đường. Giang giật đứng tại diệt ma đại đế góc độ cân nhắc, giống như hắn là diệt ma đại đế, sẽ ở cái này sáu đầu trên đường lưu lại hai đầu hoặc là ba đầu đường sống, có thể hay không chọn chúng tự xem vận khí. Trong lòng mỗi người đều có may mắn con số, lúc đầu thứ năm cùng thứ chín tuyệt đối là vô cùng trọng yếu con số, nhưng thứ năm cùng thứ chín đã loại bỏ ra ngoài, giang giật chỉ có thể lựa chọn đệ thất. hắn chọn đúng, tại đi đến cuối thông đạo lúc phía trước xuất hiện một cánh cửa, trên cửa cấm chế lấp lánh, muốn đi vào khẳng định có ta độ khó. đây là một đạo khảm, không có thực lực khẳng định không có tư cách đi vào bên trong a. giang giật liếc mấy cái, thả ra một cái kiếm sát tộc ra đối đại môn bổ một kiếm. đại môn kia cấm chế lấp lánh không ngớt, hắn âm thầm gật đầu, xem ra môn này bên trong hẳn là có trọng bảo có thể hay không đạt được trọng bảo tựu xem có hay không tư cách đi vào. Ông, Giang giật lấy ra hỏa long kiếm, đồng thời vận chuyển huyền hoàng chi lực đối đại môn trùng điệp một bổ, lần này cấm chế quang mang lấp lánh sáng lên, bất quá rõ ràng không dễ dàng nhẹ nhõm phá vỡ. Suy suy, Giang giật lại thả ra dung hợp hỏa diễm, nhưng hắn phát hiện hỏa diễm đối với cấm chế ảnh hưởng ngược lại không có hỏa long kiếm uy lực lớn. Hắn nghĩ nghĩ đem độc linh cùng kỳ thanh trần đều tung ra ngoài, cùng hai người nói ra, các ngươi thử một chút các loại công kích, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng phá vỡ cái cửa này. a à, kỳ thanh trần đầy mắt kinh nghi liếc mấy cái, hỏi, giang giật, nơi này là chỗ nào vừa rồi chúng ta không phải tại trong hạp quốc sao làm sao tới cái này. Không có thời gian cùng các người giải thích, truy binh có thể sẽ đến, mau chóng tiến vào đại môn này bên trong. Giang giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, giống như đao phong bọn người xem thấu đi theo vào, tại tách ra tìm kiếm, truy binh rất nhanh sẽ đến đến, sở dĩ hắn cần bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ cái cửa này, đi vào bên trong. Suy suy, độc linh đối với giang giật mệnh lệnh không có nửa điểm trần chờ trước tiên thả ra thần linh đâm đối cấm chế hung hăng đâm tới. Cấm chế quang mang lấp lánh, giang giật nhìn mấy lần gật đầu nói, cùng ta toàn lực công kích không sai biệt lắm. Một tuyến phong, kỳ thanh trần nguyễn kiếm run run, ngưng tụ từng sợi thanh phong, những cái kia phong ngưng tụ thành một đầu tuyến, vô thanh vô tức hướng phía trước lướt tới, nhẹ nhàng đánh chúng vào đại môn, lần này cấm chế lấp lánh đến lợi hại hơn. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, quát khẽ nói, ba người cùng một chỗ công kích, mau chóng phá vỡ cái đại môn này cấm chế, cái cửa này không có có cơ quan, chỉ có thể dựa vào bạo lực phá vỡ. Lập tức ba người thay phiên phóng thích công kích, Giang giật hung hăng phách lên mấy chục kiếm hội lập tức lui lại, nghỉ ngơi một lát. Độc linh thần linh đâm phóng thích, mỗi lần phóng thích sau hắn cần nghỉ ngơi, loại này đại chiêu rất thương thân thể bản nguyên, bất quá Giang giật đem thần thụ diệp đưa cho hắn, thân thể khôi phục rất nhanh, cuối cùng kỳ thanh trần tiếp lấy công kích mấy vòng, giang giật lại sông tới. Âm 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 âm, ba người liên tục không ngừng công kích, cấm chế quang mang ánh sáng lóng lánh càng ngày càng mờ, năng lượng rõ ràng đang nhanh chóng tiêu hao, ba người công kích đến càng lúc càng nhanh, thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Ba nén hương về sau. Đại môn đột nhiên quang mang kịch liệt lóe lên chậm rãi hướng bên trong di động mà đi, môn rốt cục mở ra. Quy củ cũ, Giang giật không có mạo muội đi vào, mà là để mấy cái kiếm sát tộc đi vào dò đường, nhưng kiếm sát tộc lóe lên biến mất tại trong cửa lớn, Giang giật trầm ngâm một lát, hướng Kỳ Thanh Trần nhìn một cái nói: Ngươi đi trước. Ta Kỳ Thanh Trần vô cùng ngạc nhiên. Thường thường loại chuyện này Giang giật quen thuộc chính mình đè vào phía trước nhất. Làm sao để nàng đi trước mặt không có chút nào thương hương tiếc Ngọc? Đây không phải Giang giật tính cách ha? của ta Bạch Ngọc Giáp bị hủy. Giang giật cười khổ một tiếng thở dài. Ngươi là phong vương cấp, mặc nguyên thủy linh bảo chiến giáp. Ngươi không đi phía trước người nào đi phía trước. Hủy Kỳ Thanh Trần nhướng mày nói ra, vậy ta đem chiến giáp trả lại cho ngươi đi, đây vốn chính là ngươi. Quay lại lại nói, đừng nói nhảm, đi vào trước. Giang giật phất phất tay, kỳ thanh trần chỉ có thể hướng phía trước chậm rãi đi đến, nàng thân thể lóe lên biến mất tại trong cửa lớn. Đại môn này rõ ràng là một cái truyền tống trận, bởi vì bên trong thấy không rõ bất kỳ vật gì, kỳ thanh trần trở ra cũng đã biến mất. Đi, Giang giật theo sát phía sau vọt vào theo, độc linh cái cuối cùng đi vào, hai người cảm giác bạch quang chợt lách người con sau khi hạ xuống, đều trước tiên thả ra tiềm ẩn thuật. Cái này đại điện thật lớn, phóng thích tiềm ẩn thuật về sau, Giang giật cùng độc linh mới hướng bốn phía nhìn lại, xem xét phía dưới hai người đều âm thầm kinh hãi. Đây tuyệt đối là hai người thấy qua lớn nhất cung điện, bốn phía không nhìn thấy bờ, cột đá bên cạnh con đường kính có hơn 10 trượng đại, phóng lên tận trời ít nhất có cao vạn trượng, liếc nhìn lại ánh sáng cây cột đá tự ít nhất có mấy ngàn cây. Kỳ thanh trần liền tại phụ cận, nàng nhìn thấy giang giật truyền tống vào tới, mặc dù tiềm ẩn nhưng khẳng định tại phụ cận, nàng chỉ vào phương bắc thở nhẹ, giang giật xem bên kia. Giang giật cùng độc linh hướng phương bắc nhìn lại, hai người đôi mắt có chút co rụt lại, bởi vì phương bắc lờ mờ có thể nhìn thấy hai tòa bệ đá, trên bệ đá lơ lửng hai cái to lớn hộp ngọc, lóng lánh ánh sáng chín màu, liền xem như đồ đần đều biết là bảo vật. Đi, giang giật cùng độc linh thân hình thoáng hiện, giang giật khống chế kiếm sát tộc mở đường, ba người hướng phía trước chạy như điên nhưng chỉ chỉ là bôn tẩu mấy trăm trượng, ba người bước chân dừng lại, tốc độ suy giảm. Mười vạn lần trọng lực, Giang giật kinh hô lên, thân thể huyền hoàng chi lực vận chuyển, hắn quát khẽ, độc linh, người chớ đi vào, ở chỗ này chờ chúng ta. Độc linh nhục thân rất mạnh, nhưng so vận dụng huyền hoàng chi lực Giang giật cùng kỳ thanh trần kém một chút. Nơi này khoảng cách bệ đá còn có mấy ngàn trượng, trọng lực giống như này kinh khủng, tới gần bệ đá ai biết khủng bố đến mức nào mà lại bệ đá còn có mấy cấp người bậc thang đâu, bảo vật không phải dễ cầm như vậy, lưu tại nơi này có thể phối hợp tác chiến hai người. Kỳ thanh trần cùng giang giật hai người đứng vững trọng áp hướng phía trước bôn tẩu, không ra giang giật ngoài ý liệu, mỗi lần bôn tẩu trăm trượng trọng lực hội gia tăng. Tại khoảng cách bệ đá ngàn trượng lúc, phía trước kiếm sát tộc tốc độ đã chậm nhưng so sánh thần tướng, giang giật cùng kỳ thanh trần tốc độ đồng dạng đại giảm. Tách ra hành động, mỗi người một kiện, kỳ thanh trần đôi mắt đẹp tỏa sáng, hai tòa bệ đá ngăn cách có ngàn trượng, nàng chuẩn bị cùng Giang giật mỗi người cướp đoạt một cái bảo vật. Giang giật nhẹ gật đầu, kỳ thanh trần đang chuẩn bị hướng bên trái chạy đi, đằng sau lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, tiếp lấy một đạo tiếng cười to vang lên, mỗi người một kiện thật xin lỗi, hai món bảo vật này đều là bản công tử, các ngươi một kiện đều không có. Giang giật, chúng ta lại gặp mặt, Giang giật đột nhiên quay đầu, đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, nơi xa hơn 20 đạo thân ảnh nổ bắn ra mà đến, đao phong dẫn người đuổi theo tới chương 1628, biểu diễn thời gian. 24 người, cửu cái phong vương cấp, có mấy cái lão gia hỏa khí thức phi thường hùng hậu, không nói sao ô thiên vương thiên hàn quân chủ cái này cấp bậc, ít nhất so du thiên vương mạnh mẽ một chút. Đao phong một thân là bảo, còn có ba cái đạt tới phong vương cấp công tử, binh khí trong tay rõ ràng là nguyên thủy linh bảo. Trái lại giang giật bên này, kỳ thanh trần vừa mới đột phá phong vương cấp không lâu, mặc dù gần nhất lịch luyện không ngừng, kinh nghiệm chiến đấu phi tốc tăng trưởng, nhưng chiến lực cùng Du Thiên Vương so sánh khẳng định tranh lệch thiên địa, độc linh càng không cần trông cậy vào. Kỳ Thanh Trần cùng độc linh là giết không chết phong vương cấp cường giả, điểm này có thể khẳng định, giang giật chính mình ngoại trừ lục sắc hỏa diễm bên ngoài, còn lại thủ đoạn cũng không dùng được. Sát khí công kích cùng thần âm thiên kỹ đối với phong vương cấp tới nói ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Lục sắc hỏa diễm rất bá đạo, đao phong bị bao phủ đi vào không nói đốt xiết đi, trọng thương khẳng định là vấn đề không lớn nhưng Giang Giật có tới gần hắn cơ hội sao hắn nhưng là thừa nhận to lớn trọng lực A, tốc độ di chuyển đối với phong vương cấp cường giả tới nói cùng ốc sen không có khác nhau. Trọng yếu nhất chính là hắn bạch ngọc giáp hủy, cũng không có thời gian luyện hóa một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp, địch nhân chỉ cần cự ly xa công kích, liền có thể sống sống bắt hắn cho đánh chết. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Giang Giật não hải điên cuồng vận chuyển, tính toán lấy các loại xấu tốt, nghĩ đến các loại biện pháp cuối cùng hắn phát hiện chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là bò lên trên bệ đá. Đao phong bọn người còn tại vạn trượng bên ngoài, ai tới gần bệ đá đều sẽ có trọng áp, bọn hắn nghĩ trong nháy mắt vào tới công kích đó là không có khả năng. Hắn cách bệ đá chỉ có ngàn trượng, nơi này trọng lực đã khủng bố như thế, trên bệ đá trọng áp sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Không cách nào tưởng tượng, thậm chí, Giang giật suy đoán, một khi tới gần bệ đá, nguyên lực công kích đều sẽ bị suy yếu, địch nhân muốn đánh giết hắn chỉ có dựa vào gần hắn, mà hắn có dung hợp hỏa diễm, ai dám tới gần hắn liền có thể bỏng thiêu chết ai. Ông, hạ quyết tâm giang giật lấy ra hỗn nguyên châu thu hồi kỳ thanh trần, cái sau chống cự thoáng cái, giang giật nhìn lướt qua đi qua, cuối cùng nàng lựa chọn thuận theo giang giật ý tứ. Hưu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, giang giật chỉ là dừng một hơi thời gian. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng như dã thú trầm hống, chỗ mặt thành tôm phần lưng đứng thẳng, nhanh chân hướng phía trước chạy như điên cham trưởng về sau áp lực lần nữa tăng gấp bội giang giật eo thoáng cái ép tới cong xuống tới hắn cắn răng bướng bỉnh lấy xương tiếp tục bôn tẩu kỳ thật đến giờ phút này nói chạy đã là không thể nào chỉ là nhanh chân hành tẩu thôi ông đồng thời giang giật thả ra từng cái kiếm sát tộc tại sau lưng chỉnh đề đứng thẳng hình thành từng hàng thạch điêu tận lực kéo dài một chút thời gian ngăn cản đối phương tới gần ha ha nơi xa vang lên một đạo đùa cờ tiếng cười đao phong không nhanh không chậm đi tới nhìn qua gian nan di động giang giật nhếch miệng cười nói, giang giật, khác đừng vùng vẫy giấy chết, người coi như đi lấy bảo vật, cũng là cầm dùm ta. Lần này người nghĩ nhảy núi, đều không có cơ hội. Vù vù, hơn 20 người bên trong phân ra bảy tám người, hướng bốn phía phóng đi, đem bệ đá bốn phía cho sông tới. Có mấy người dò xét đến bệ đá mấy ngàn trượng phụ cận có trọng lực, đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không vào trọng lực phạm vi bao phủ bên trong, càng không có người đi đoạt bảo bọn hắn biết rõ là đao phong thiếu ra biểu diễn thời gian đao phong đã nói rõ hai món bảo vật này là của hắn ai dám đi đoạt cái kia chính là không cho đao phong mặt mũi như là đã tiến vào tầng thứ ba còn sợ không có bảo vật ầm um, bên kia giang giật còn tại nhanh chân bôn tẩu tới gần bệ đá trăm trượng lúc giang giật chân đột nhiên mềm nhún vậy mà quỳ trên mặt đất chính hắn cũng đầy mặt ngạc nhiên bởi vì tới gần trăm trượng sau trọng lực đã là phía ngoài trăm vạn lần giống như hắn không phải vận chuyển huyền hoàng chi lực giờ phút này mơ tưởng di động. Ông, Giang giật thiên lực vận chuyển, đột nhiên hướng trên bệ đá đánh ra một trường, để hắn lại là cuồng hỉ vừa lo lắng sự tình phát sinh. Hắn ngưng tụ một cái to lớn thủ ấn hướng lên trên mặt bay một khoảng cách lại nhanh chóng tiêu tán, cũng còn không có bay lên trên bệ đá. Điều này nói rõ trên bệ đá trọng lực kinh khủng đến cực điểm, cự ly xa công kích sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, từ phía dưới căn bản là không có cách công kích trên bệ đá. Như hắn có thể lên bệ đá ai muốn muốn chém giết hắn, chỉ có leo đi lên. Vấn đề ở chỗ, chính hắn có thể lên được bệ đá. Ngao, lên không được cũng phải lên, Giang giật gào thét một tiếng cắn răng hướng phía trước bỏ sát, mặc dù hắn miễn cưỡng có thể đi, nhưng bò tốc độ nhanh hơn, tiếp nhận áp lực sẽ không lớn như vậy. Ha ha ha, bên kia đao phong còn không có động, hí ngược nhìn qua Giang giật, rất nhiều công tử khóe miệng cũng lộ ra vẻ đùa cợt. Đều coi là Giang giật vùng vẫy giấy chết, đến giờ phút này còn muốn leo đi lên cầm bảo vật đã bị bao vây, cầm bảo vật hắn có thể bay phải đi. Chư vị, thay ta áp trận, Giang Giật đã nói chúng ta nhiều người khi dễ ít người, vậy ta tự cùng hắn đơn đả độc đấu tốt. Đao Phong nhìn ra ngoài một hồi quyết định động thủ, hắn hướng bốn phía chắp tay, bốn chu công tử tiểu thư vội vàng một trận thổi phồng, nhìn Đao Phong một người hướng Giang Giật đi đến. Rất nhiều nhân vọng lấy kia hai tòa trên bệ đá lơ lửng hai cái hộp ngọc, đôi mắt trở nên cực nóng. Tầng thứ ba bảo vật, vẫn là như thế dễ thấy, diệt ma đại đế làm sao có thể không định tốt hơn đồ vật. Hưu, đao phong sách theo một cái hẹp dài tuyết trắng chiến đao, kéo lại trên mặt đất, một đường nhanh chóng chạy vội, chiến đao trên sàn nhà lôi ra từng đạo hỏa hoa, sàn nhà rõ ràng có cấm chế, nếu không cái này chiến đao như vậy sắc bén, coi như tùy ý vạch một cái đoán chừng đều có thể lôi ra một đầu khe rãnh. Đao phong thân hình cao lớn, rộng eo hẹp, đùi thon dài, lưng thẳng tắp, mặc một tiếng tuyết trắng chiến giáp, khi khái anh hùng hừng hực, trong lúc hành tẩu long hành hổ bộ, trên thân khí thế chậm rãi tăng cường, thấy ba cái tiểu thư hai con ngươi mê say. Khóe miệng của hắn một mực mang theo nụ cười thản nhiên, đôi mắt thỉnh thoảng có tinh mang hiện lên, giống như luận ngoại hình hoàn toàn chính xác không thể nói. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, nhẹ nhõm tiến vào trọng lực bao phủ khu vực, nhưng trọng lực đặt ở trên người hắn, không để cho bước chân hắn có một tia dừng lại, lưng như cũng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ngừng. Trái lại giang giật bên kia tụ trật vật nhiều giờ phút này Giang Giật còn tại trên mặt đất bò, bất quá đã tới gần bệ đá. Quả nhiên, tại Giang Giật hai tay bắt lấy bệ đá bậc thang lúc, hắn thân thể lần nữa trầm xuống, nơi này trọng lực biến thành 120 vạn lần, lại tăng mạnh. Lên, Giang Giật trầm hống một tiếng, phồng lên một hơi, hai tay hai chân tề động hướng lên trên mặt điên cuồng bò đi. Thêm đá chỉ có mấy cấp 10, cao trăm trượng, nếu như không có trọng lực Giang Giật coi như không bay, nhảy lên liền có thể nhảy tới, nhưng lại mỗi lần bỏ nhất thấp đều để hắn thở hồng hộc toàn thân rung động ha ha giang giật ngươi coi như leo đi lên có thể cầm được đến bảo vật đao phong nhanh chân chạy tới chỉ là mấy hơi thời gian liền đã đến hai ngàn trượng bên ngoài hắn nhìn một cái lơ lửng tại trên bệ đá trăm trượng bảo hạp cười lạnh nói trên bệ đá trọng lực càng khủng bố hơn a à, ngươi đi lên ngay cả động cũng không động được làm sao có thể nhảy dựng lên cầm bảo vật đâu ta muốn thử xem giang giật quay đầu nhìn đao phong một chút nhếch miệng cười nói đao phong công tử nhục thể của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, nếu không chúng ta so tài một chút ai có thể cầm tới bảo vật. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Đao phong kéo lại lấy chiến đao phát sáng lên, hắn lạnh giọng nói ra, bởi vì, ta tự không chuẩn bị lấy cho ngươi bảo vật cơ hội, đi chết đi. chương 1629, Cán Thi Lập Công Đao phong không phải là đồ ngốc, lúc trước hắn không nhúc nhích liền là các loại chờ, giang giật bò lên trên một nửa thềm đá. Giang giật hành tẩu ra nan hắn nhìn ra nơi này có kinh khủng trọng lực, hắn liền chờ Giang giật lên một nửa thềm đá, tại kinh khủng trọng lực phía dưới không cách nào di động, biến thành bia sống, hắn liền có thể nhẹ nhõm chém giết Giang giật. Chiến lực của hắn rất mạnh, diệt sát Giang giật không phải việc khó. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây, hắn cần đánh một trận xinh đẹp chiến đấu, muốn phi thường thoải mái mà diệt sát Giang giật. Cái này về sau truyền về thiên giới cũng có mặt tử không là giang giật thế nhưng là danh xưng địa giới đệ nhất thiên tài A, địa giới đệ nhất thiên tài bị hắn nhẹ nhõm ngược sát, đây chính là khoác lác tiền vốn suy suy hắn cái kia thanh hẹp dài sáng như tuyết chiến đao càng ngày càng sáng hắn vung lên đột nhiên hướng phía trước bổ ra một đao một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên một đạo to lớn đao mang thoát ly mà ra đao mang kia cùng phổ thông đao mang khác biệt bên trong có hai loại quang mang hắc bạch giao thoa tràn đầy sinh cơ tử vong các loại chờ hai loại ý vị để cho người ta nhìn một chút đều cảm thấy không rét mà run dung hợp áo nghĩa giang giật sắc mặt trầm xuống dung hợp áo nghĩa kỳ thanh trần đã nói với hắn đây là dùng hai loại có lẽ hai loại trở lên bản nguyên áo nghĩa dung hợp mà thành phong vương cấp cường giả muốn thực lực tiến bộ kia nhất định phải cảm ngộ khác biệt bản nguyên áo nghĩa đem bọn nó cho dung hợp được loại dung hợp này áo nghĩa kinh khủng nhất lực sát thương dọa người sinh mệnh cùng tử vong hai loại tiếp theo khác biệt áo nghĩa thế mà có thể dung hợp vị này đao phong thật là thiên tài trong thiên tài a giang giật âm thầm cảm khái bất quá giờ phút này cũng không phải lúc cảm khái cứ việc trọng lực hội suy yếu uy lực công kích nhưng hắn trên thân cũng không có mặc bất luận cái gì chiến giáp a. Bệ đá rất lớn, thêm đá phi thường rộng lớn, giang giật trong tay Thiên Hàn Châu không ngừng lấp lánh, thả ra vô số kiếm sát tộc, đồng thời thân thể của hắn lăn khỏi chỗ, hướng bên trái lăn đi, để kiếm sát tộc ngăn tại phía trước, triệt tiêu đao mang uy lực. suy suy, đao mang tốc độ rất nhanh, bất quá hướng phía trước mới bay đi mấy trăm trượng tốc độ bắt đầu trở nên chậm, mà lại uy lực rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Cái này rất dễ lý giải tỉ như một thanh kiếm đâm vào bùn bên trong hội không tốn sức chút nào, nhưng nếu muốn đâm vào trong viên đá, coi như kiếm phi thường sắc bén cũng sẽ rất tốn sức. Mặc dù như thế, đao mang tốc độ vẫn là rất nhanh, đến kiếm sát tộc phía trước lúc, đao mang nhỏ đi một nửa, tốc độ chậm một nửa, nhưng chém về phía kiếm sát tộc thời điểm vẫn như cũ thế không thể đỡ, thoáng cái tựu có hơn 10 kiếm sát tộc bị chém thành phấn vụn. Thời gian ngắn ngủi, giang giật thân thể chỉ là lăn hơn 20 trượng, kiếm sát tộc phóng suốt gần ngàn, nhưng nơi này trọng lực quá kinh khủng, Phổ thông kiếm sát tộc căn bản không động được, sở dĩ rất nhiều kiếm sát tộc đều bị ép tới lăn xuống bệ đá, giang giật sau lưng chỉ có không đến gần trăm cái kiếm sát tộc. Dựa vào, nhìn thấy đao mang kia một đường gào thét mà đến, kiếm sát tộc từng cái bạo thành bột mịn, giang giật đôi mắt có chút nheo lại, trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, nghĩ đến bằng vào hỏa long kiếm ngăn chờ một chút lực đạo. Muốn hay không thả ra kiếm sát phương cản thoáng cái vạn nhất hỏa long kiếm bị đánh bay nữa nha. Điện Thạch Hỏa Hoa ở giữa giam giật não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu, bất quá nghĩ đến kiếm sát phương nội tâm của hắn đột nhiên động một cái, hắn nhớ tới Thiên Hàn Châu bên trong tựa hồ còn có một cái càng tồn tại cường đại, cố kia ba vạn năm cán thi. Tốt, hắn thu hồi Hỏa Long kiếm, tiếp tục khống chế Thiên Hàn Châu thả ra kiếm sát tộc, lần này hắn thả ra kiếm sát tộc trực tiếp đem chính mình cho bao vây, chôn sống. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cảm thụ đao mang khoảng cách. 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng liền là giờ phút này đao mang phá vỡ kiếm sát tộc ngăn cản bắn thẳng đến giang giật mà đến mắt thấy là phải đánh chúng hắn một khắc cuối cùng hắn thả ra cỗ kia cán thi cán thi rất cao lớn như một tôn ma thần vừa xuất hiện liền đem giang giật phía trước không gian toàn bộ chặn tựa như một khối to lớn tấm chắn ầm um, đao mang trùng điệp bổ vào cán thi phía trên kia cán thi sáng lên một đạo lục sắc ô quang thân thể lại không có một tia rung động miến cưỡng chống đỡ lấy mà lại phía sau lưng làn da đều không có một tia vết tích cường đại đến lệnh làm Giang giật tâm giật mình. Ông, Giang giật trước tiên đem cán thi thu vào, hắn cũng không muốn đem chính mình át chủ bài phá tan lộ. Bởi vì hắn một mực tại thả ra kiếm sát tộc, bốn phía giờ phút này đều là kiếm sát tộc, mà lại cái này cán thi hắn vừa để xuống ra lập tức thu vào, ngoại nhân căn bản cũng không có phát hiện, chỉ có đao phong mơ hồ nhìn thấy một đạo lục quang. a à, đao phong trong mắt lóe lên một tia kinh dị, một là công kích của hắn thế mà bị suy yếu đến nhiều như vậy hai là giang giật vừa rồi trước người lục quang là cái gì nơi này thần thức không thể dò xét hắn chỉ có thể dùng con mắt xem kiếm sát tộc thả ra nhiều lắm thỉnh thoảng lăn xuống đi chặn ánh mắt hắn cũng không có thấy rõ ràng hưu hắn không có tiếp tục công kích khoảng cách quá xa đao mang bị suy yếu lợi hại hắn chuẩn bị tiếp cận gần giang giật lại chém giết hắn uống bên kia giang giật một tay trên mặt đất vỗ sau đó như viên hầu nhanh chóng hướng lên trên mặt tiếp tục bỏ đi hắn đã bò lên một nửa, trọng lực mặc dù không ngừng gia tăng, nhưng hắn vận dụng huyền hoàng chi lực dưới, nhục thân có thể so sánh kỳ thanh trần, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Ách, đang bò bên trên 30 cấp bậc thang lúc, bên kia đao phong đã tới gần 300 trượng khoảng cách, hắn nhục thân rất cường đại, thế mà cõng đều không có cong lên, phía sau hắn đao lại phát sáng lên, tựa hồ chuẩn bị công kích lần nữa. Ong ong ong, giang giật thân thể ngừng lại, trong tay thiên hàn châu lóe sáng không ngớt, nhanh chóng thả ra kiếm sát tộc bởi vì ở phía trên trọng lực kinh khủng sở dĩ kiếm sát tộc vừa để xuống ra lập tức lăn xuống đi càng lăn càng nhiều chỉ là mấy hơi thời gian liền đem phía dưới chất đầy đống giang giật cũng không có dừng lại mấy hơi thở thả ra mấy vạn đem dưới thềm đá xếp thành một tòa núi cao lấp kín dày tường hắn chuẩn bị thả ra mấy chục vạn kiếm sát tộc đem bệ đá phụ cận trăm trượng không gian đều chất đầy đống đao phong muốn công kích chỉ có bổ ra một con đường hữu dụng không đao phong đùa cợt nở nụ cười hắn thân thể tiếp tục hướng phía trước bôn tẩu, phía trước kiếm sát tộc đã chất thành một ngọn núi, còn có một số kiếm sát tộc hướng chân hắn bên trên lăn tới. Hắn tiện tay huy động trường đao, những cái kia kiếm sát tộc tổ bị đánh thành bột mịn, đừng nói giang giật thả ra mấy chục vạn, coi như thả ra mấy trăm vạn hắn cũng có thể nhẹ nhõm bổ ra một cái thông đạo. Kiếm sát tộc càng chất chồng lên, giang giật đều bị chôn sống tiến vào, mà lại hắn vẫn còn tiếp tục phóng, tựa hồ chuẩn bị đem cái này bệ đá bao trùm đi vào, bên ngoài vây quanh công tử tiểu thư cùng các gia tộc cường giả lông mày nhíu lên giang giật hoàn toàn không nhìn thấy người dạng này cho người ta cảm giác không thể khống chế a à, vạn nhất hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân đâu phong thiếu chờ tới gần tiểu tử này có hỏa diễm phi thường bá đạo cự ly xa đem những này khôi lỗi toàn bộ hủy đao ra một tên phong vương cấp cường giả lên tiếng nói đao phong nghĩ nghĩ dù sao giang giật không thể trốn đi đâu được vậy liền hủy đi những này kiếm sát tộc nhìn hắn có thể đùa ra trò gian gì hắn đứng tại hơn 200 trượng bên ngoài, không ngừng bổ ra từng đạo đao mang, đem kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh hủy đi. Tốt, bị kiếm sát tộc chôn sống giang giật, đang cố gắng hướng lên trên mặt bò, đao phong không dám xông tới, ở bên ngoài công kích đang cùng hắn ý. Chỉ cần cho hắn bò lên trên đài cao, liền có thể tuyệt đối an toàn, cái này trọng lực khủng bố như thế, đao phong cũng không thể nhẹ nhõm bò lên, hắn ở trên cao nhìn xuống, tự vệ cơ hội tự vô hạn tăng lên. Cán thi có thể ngăn cản cự ly xa công kích, lục sắc hỏa giếm có thể ngăn cản đao phong tới gần, đao phong lấy cái gì giết hắn. chương 1630, chân nam nhân, dầm dầm dầm, từng đạo tiếng nổ oanh minh niếc tai, tại bên trong tòa đại điện này quanh quẩn không ngớt, đao mang gào thét, kiếm sát tộc bay tán loạn, bột mịn văng khắp nơi, trên mặt đất đều phủ kín từng tầng từng tầng bụi. Đao phong đã dòng dã công kích thời gian một nén nhang, bị hắn phá hủy kiếm sát tộc ít nhất có 3-40 vạn, nhưng phía trước vẫn là một tòa núi cao. Đao phong âm thầm kêu khổ, Vừa rồi thả ra nói muốn đơn đả độc đấu, giờ phút này cũng không tốt gọi người hỗ trợ. Nội tâm của hắn thầm mắng giang giật trên người kiếm sát tộc đến cùng có bao nhiêu A à làm sao cảm giác càng phá hủy càng nhiều A. À. Tại kiếm sát tộc ở giữa giang giật nội tâm cũng âm thầm kêu khổ, hắn đã bò lên trên thứ 42 nước thang, chỉ kém cấp 6, nhưng hắn giờ phút này hắn huy động liên tục động thủ cánh tay khí lực cũng không có, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt, mỗi một khối cơ bắp đều đang rung động. Huyền hoàng chi lực dùng đến càng nhiều chế trúc thân thể sẽ càng suy yếu, nhưng giống như không cần lời nói, hắn liên động một ngón tay đều không được, không lên bệ đá đỉnh chót tuyệt đối sẽ không an toàn. Bò, hắn nghỉ ngơi một hồi, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, tiếp tục cắn răng hướng lên trên mặt bò, toàn thân hắn gần như đều dán tại trên thềm đá, thân thể bị thềm đá mài hỏng ra, tràn ra huyết dịch, một thân hắc bào đã sớm rách dưới. Không bằng hắn bên trên càng khó, chờ đi lên sau tựu càng an toàn. Đao phong nhục thân là mạnh, nhiều nhất mạnh hơn hắn gấp đôi a à sở dĩ chế chút đao phong cũng chỉ có thể bò lên, hắn liền có thể nhẹ nhõm đùa tàn hắn. Nhất cấp, cấp 3, cấp 5, dòng dã qua thời gian một nén nhang, giang giật lại chỉ bò lên trên cấp 5 thềm đá, còn kém cuối cùng nhất cấp. Toàn thân hắn đều dán tại trên thềm đá, từng ngụm từng ngụm thở, không nhúc nhích, đến nơi này trọng lực đã là phía ngoài 200 vạn lần, không đạt tới phong vương cấp nhục thân cường độ tuyệt đối không cách nào bên trên nơi này tới. Bảo vật này có thể cầm được đến sao? Giang giật nghĩ đến bảo vật khoảng cách bệ đá có cao trăm trượng cười khổ không thôi đừng nói hắn liền xem như đao phong đoán chừng lên đài cao đều không thể nhảy lên cao trăm trượng a à đã như vậy bảo vật này ai có thể cầm được đến ha ha đến lúc nào rồi bảo mệnh quan trọng đi bảo vật muốn hay không cũng không quan hệ giang giật thở ra một hơi không để ý tới chuyện bên ngoài ghé vào trên thềm đá tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái vận chuyển vô danh công pháp để thiên lực vận chuyển toàn thân làm dịu cơ bắp cùng xương cốt bên trong truyền đến xé đau nhức. Dầm dầm dầm, phía dưới đao phong vẫn còn tiếp tục công kích, kiếm sát tộc bị hắn phá hủy gần trăm vạn, giang giật đến giờ phút này không còn thả ra kiếm sát tộc. Hắn thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc không nhiều lắm, tại trong hạp quốc thả ra rất nhiều, hắn còn được chừa chút đi trên đài cao đâu. Tốt, vận công nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, phía dưới kiếm sát tộc bị phá hủy vượt qua hơn phân nửa. Giang giật cắn răng trầm hống một tiếng, trong tay thiên lực vận chuyển đối thềm đá trùng điệp đánh ra mấy trường, hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể mượn lực hướng lên trên mặt leo lên mà đi, một trào lại bệ đá đỉnh chóp hai tay của hắn dùng sức, thân thể lăn lộn mà lên thành công lên trên bệ đá. Hô hô, nằm tại trên bệ đá, Giang giật nội tâm triệt để thở dài một hơi, hắn đem huyền hoàng chi lực vận chuyển trở về thứ chín khỏa tinh thần, thân thể lập tức trở nên suy yếu xuống dưới. Bị khủng bố trọng lực ép tới hắn một đầu ngón tay đều không động được, cả người xương cốt vang lên kèn kẹt, giờ khác này hắn cảm giác bị một tòa cao vạn trượng phong đè ép, căn bản không thể hô hấp, có loại muốn ngất đi cảm giác. Không thể hôn mê, chống đỡ, hắn lập tức tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, vận chuyển điều tức, tại khủng bố như thế trọng lực phía dưới, hắn phát hiện vận công tốc độ đều chậm mấy lần, kinh mạch cảm giác muốn bạo liệt. Hắn vội vàng giảm bớt vận công tốc độ, chỉ cần có thể vận công điều tức liền có thể yếu bớt thân thể cảm giác suy yếu, đao phong muốn đi lên còn cần một đoạn thời gian, hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này vượt qua suy yếu kỳ. Dầm dầm dầm, kiếm sát tộc tại hai nén hương sau cơ bản đều bị phá hủy, trên mặt đất đều là thật dày đỏ xám Đao phong đình chỉ công kích, hắn nhìn qua nằm ở phía trên không nhúc nhích giang giật, cười lạnh một tiếng nói, để người khác đừng, giấy dụa khác đừng, vùng vẫy, người bỏ đi có ý nghĩa gì người có thể động được. Giang giật còn đang điều tức, vận dụng huyền hoàng chi lực suy yếu kỳ tới, toàn thân hắn cơ bắp đều đang run rẩy không thôi, tùy thời cảm giác muốn ngất đi, làm sao có thời giờ cùng khí lực cùng đao phong đấu võ mồm. Đao phong chờ dây lát, nhanh chân hướng phía trước đi đến, nhục thể của hắn thật rất mạnh, một đường bôn tẩu mà đến, trực đạo tới gần thềm đá phần lưng của hắn mới cúi xuống đến, phải biết sang giật thế nhưng là khoảng cách trăm trượng liền đã đang bỏ. Uống, đao phong chợt quát một tiếng, hai chân quang mang lấp lánh, có chút uốn lượn, đồng thời trong tay hắn chiến đao hung hăng hướng mà bổ xuống đi, thân thể mượn lực như một cái viên hầu hướng trên thềm đá leo lên. Cấp 5, cấp 10, cấp 15, đao phong quá mạnh, một hơi tựu bò lên cấp 15 bậc thang, lưng của hắn rốt cuộc cung kính xuống tới, một cái tay dùng chiến đao chống đỡ thềm đá, từng ngụm từng ngụm thở, hiển nhiên nơi này trọng áp để hắn không cách nào đứng thẳng nhảy vọt đi lên. Uống, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, đao phong lần nữa đối trên thềm đá hung hăng bổ một đao, thân thể mượn lực hướng lên trên mặt leo lên. Lần này hắn một hơi lên cấp 10 bậc thang tựu ngừng đi lên, hắn vẫn là không có quỷ xuống, cứ việc cầm chống tại trên thềm đá chiến đao tay run không ngừng, hai chân bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn là không có quỷ xuống. Bốn phía thế nhưng là có hơn hai mươi người nhìn xem đâu, đại gia tộc công tử tiểu thư chú ý nhất dáng vẻ, để hắn leo đi lên loại này thất lễ sự tình hắn nhưng làm không được. Hắn nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, quay đầu nhìn về xa xa tên kia đao ra phong vương cấp cường giả nhìn lại, cường giả kia nhìn vài lần phía trên giang giật nhẹ gật đầu, biểu thị giang giật không nhúc nhích, đao phong quát lớn tiếp tục hướng lên trên mặt leo lên ầm um, lần này hắn liên tục lên cấp 8 bậc thang bị ép lại ngừng lại mà lại vừa đi lên hắn thân thể nhoáng một cái chân trái mềm nhũn trùng điệp quỳ trên mặt đất hắn xác thịt là mạnh nhưng hắn dạng này cuồng sung yếu tiếp nhận trọng lực quá tốt đẹp đại nếu là giang giật đã sớm lăn xuống đi tốt phong thiếu là cái gia môn chân nam nhân a à, phong thiếu cố lên nhìn qua một tay chống đao quỳ một chân xuống đất cõng nhưng như cũ như kiếm bàn thẳng tắp đầu ngẩng lên thật cao đao phong đám kia các công tử tiểu thư nhao nhao quát lớn các nàng không biết bên trong trọng lực mạnh bao nhiêu, nhưng đã giang giật nhưng so sánh phong vương cấp nhục thân đều chỉ có thể leo đi lên, cái này trọng lực tuyệt đối phi thường dọa người. Nếu là bọn họ khẳng định chỉ có thể leo đi lên, đao phong lại xông đi lên, mọi người tự nhiên cảm thấy đao phong dũng mãnh vì hắn gọi tốt. Đao phong mặt không biểu tình, nghe các công tử tiểu thư tiếng khen, nội tâm của hắn ngầm cười khổ không ngừng. Hắn không chống nổi, muốn học lấy giang giật bắt đầu bò lên, nhưng bị đám người này nói chuyện hắn làm sao có mặt bò, đây thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. À. Uống, nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía trên thềm đá, chỉ có hơn 10 cấp. Hắn cắn răng, hướng bản thân cường giả nhìn một cái, xác định giang giật vẫn là như chết người không nhúc nhích sau. Trong thân thể quang mang tăng vọt, chiến đao quang mang lấp lánh, đối trên mặt đất hung hăng đánh xuống, chân sau đạp một cái, thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén vọt tới, một bên chạy vọt, hắn đơn đao liên miên không dứt đối thềm đá đánh xuống mượn lực hướng lên trên mặt tiếp tục bay vọt mà lên. Tốt, vô số công tử nhìn qua chợt không tưởng nổi đao phong lần nữa lớn tiếng gọi tốt, bọn hắn phi thường chờ mong đao phong bay vụt bên trên bệ đá, một đao đem giang giật đầu cho cắt bỏ. Không tốt, thiếu gia cẩn thận, ngay tại đao phong liên tục bổ mấy chục đao, mượn lực lên cấp 10 bậc thang, khoảng cách bệ đá đỉnh chóp chỉ có cấp 4 bậc thang lúc, đao ra cường giả lại đột nhiên kinh hô lên. Bởi vì, một mực không nhúc nhích giang giật, tại lúc này đột nhiên mở mắt ra chương 1631, người đi lên chịu chết sao. Giang giật mặc dù một mực nhắm mắt lại, nhưng hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, tình huống chung quanh có thể trốn qua hắn dò xét. Hắn lên đài cao sau lập tức triệt hồi huyền hoàng chi lực, sở dĩ người ở bên ngoài nhìn, hắn gần như liền một đầu ngón tay đều không động được. Mà lại vừa rồi suy yếu kỳ đến, nhìn một bộ muốn chết mà không được chết dáng vẻ, hắn dạng này tử không là giả vờ, vừa lúc thành công lừa gạt đao phong cùng đao ra cường giả con mắt đao phong vì đùa nghịch, không có leo lên, còn như thế tấn mãnh hướng lên trên mặt vỏ tới, giang giật nếu không cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn, hắn liền là ngu ngốc rồi. Không bằng hắn cũng không có thả ra dung hợp hỏa diễm, thân thể đều không nhúc nhích, vẻn vẹn động một tay nắm, nhô ra trên bệ đá, ngưng tụ một cái đại thủ ấn đối hướng lên trên mặt vỏ tới đao phong hung hăng vỗ tới. Nếu như là từ phía dưới đi lên đập, giang giật một trưởng này sợ là con mũi đều chấn không chết. Nhưng từ phía trên hướng xuống đập, uy lực này liền có thể xem, tốc độ tăng lên mấy lần, vẻn vẹn tùy ý phái ra một trường, công kích kia tốc độ lại nhưng so sánh đao phong một kích toàn lực. Ừ, đao phong ngay tại cắn răng lao nhanh mà lên, thân thể của hắn thừa nhận to lớn trọng lực, nghe được đao ra cường giả vừa gọi nội tâm trầm xuống, chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên lúc, một cái to lớn thủ ấn hung hăng nện xuống tới. Ngón này ấn rất lớn, khoảng chừng phương viên hai hơn trượng, bản thân hắn giờ phút này chịu lấy trọng áp di động phi thường khó khăn, lại như thế nào tránh đến khai một trường này. Oanh, đao phong bị đập ầm ầm bên trong, hướng dưới bệ đá lăn xuống mà xuống, trùng điệp đập xuống tại dưới bệ đá, còn tại trên mặt đất lộn vài vòng. Thiếu gia, đao ra cường giả cuống lên, hướng đao phong biên cuồng phóng tới. Nhưng đao phong thân thể rất nhanh từ dưới đất bắn ra mà đi, quát khẽ nói ta không sao, đừng tới đây. Nói đơn đả độc đấu, bản thiếu ra hôm nay không giết chết hắn, ta tựu không họ đao. Đao phong trên người có đạo thiên linh bảo chiến giáp, phòng ngự kinh người, giang giật một trưởng này hắn thấy quá yếu quá yếu, căn bản đối với hắn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn gặp giang giật thân thể đều không động được, không có phóng thích cường đại công kích, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một trường, cho rằng giang giật đã là dầu hết đèn tắt, trên bảng thịt cá, chỉ cần hắn xông lên bệ đá nhất định có thể nhẹ nhõm chém giết giang giật. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị người nện xuống đến, mặc dù không có thụ thương, nhưng đao phong cảm giác trên mặt tối tăm, thật mất mặt, giờ phút này tự nhiên không muốn đao gia phong vương cấp cường giả nhúng tay, chuẩn bị tự tay giết chết giang giật. Đao gia cường giả bất động, đao phong liếc mấy cái phía trên hữu khí vô lực giang giật, còn người nhất chuyển, thân thể hướng bên trái phóng đi. Giang giật đã không động được, vậy liền theo một phương hướng khác đi lên, chỉ cần lên bệ đá giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao phong kìm nén một hơi, như kiểu lưới kiếm sắc bén phóng đi bên trái, sau đó ngựa không dừng vó lần nữa bắt đầu hướng lên trên mặt chạy như điên. Nội tâm của hắn lên cơn giận dữ, thế mà không có một lát ngừng, trong tay chiến đao liên miên không dứt đối thềm đá đánh xuống, mượn lực chạy vội mà lên, chỉ là trong chớp mắt thế mà lên hơn 20 cấp thềm đá. Hô hô, liên tục chạy vội, dạng này thân thể tiếp nhận áp lực càng lớn, tại 28 cấp trên thềm đá hắn ngừng lại, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Bất quá vẻn vẹn nhắm mắt nghỉ ngơi mấy chục hơi thở thời gian, hắn thân thể lần nữa nổ bắn ra mà lên, lần này hắn chuẩn bị một hơi sông lên đài cao. Phanh phanh phanh, trên bệ đá đều có cấm chế, đao phong công kích cũng không thể hủy đi mảy may. Thêm đá sáng lên từng đạo bạch quang, những công tử kia tiểu thư đôi mắt đều phát sáng lên, đao phong đã lên bốn mươi mấy cấp nước thang, tự còn kém cấp bốn. Không được, đao ra phong vương cấp cường giả đột nhiên quát lớn, thiếu ra, giang giật động. Bá bá bá, vô số ánh mắt quét về phía bên này giang giật, nhìn thấy giang giật lăn lộn dưới đất, nhanh chóng hướng đao phong bên kia lăn đi, nhao nhao kinh hãi không thôi, nặng như thế lực phía dưới giang giật thế mà còn có thể nhấp nhô. Động, đao phong đôi mắt có chút co rụt lại, hắn giờ phút này không nhìn thấy phía trên tình huống, giang giật động là thế nào cái động pháp hắn hoàn toàn không biết. Nhìn xem thềm đá chỉ có cấp 4, đao phong sao có thể từ bỏ lập tức hắn bạo giống một tiếng, cả người xương cốt lốp bốp vang lên, dùng hết khí lực toàn thân đột nhiên hướng trên thềm đá bổ ra vài đao, thân thể tiếp tục hướng lên trên mặt nhảy tới. Nhất cấp, hai cấp, cấp 3, đao phong cả người đều run rẩy còn kém nhất cấp, mặc dù hắn cảm giác xương cốt đều muốn bị đè gãy, nhưng như thế thời khắc làm sao có thể từ bỏ lập tức hắn lần nữa đối thềm đá hung hăng bổ ra vài đao, thân thể mượn lực lại hướng lên trên mặt phóng đi. Ngươi đi lên, chịu chết sao, đầu của hắn vừa mới cao hơn bệ đá đỉnh chóp, tay nắm lấy trên bệ đá, một đạo hí ngược thanh âm tựu vang lên. Tiếp lấy một cái tay đột nhiên hướng đầu hắn đánh tới, trong tay lục sắc quang mũi nhọn lấp lánh, một đoàn kinh khủng hỏa diễm bao phủ toàn thân của hắn, đao phong thống khổ gào thét một tiếng, thân thể trùng điệp lăn xuống đi. Thiếu gia, đao gia cường giả điên cuồng lao đến, tất cả công tử tiểu thư hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng lùi về phía sau, kia có kinh khủng sóng nhiệt quét sạch đi qua, bọn hắn khoảng cách mấy ngàn trượng đều cảm giác cực nóng khó nhịn, đao phong bị hỏa diễm bao phủ, hắn còn có thể sống sao? A, à, từng đạo thống khổ tiếng gào thét vang lên, đao phong thân thể lăn trên mặt đất lạc không ngớt, toàn thân làn da trở nên cháy đen, còn bốc lên khói xanh. Một tấm khôi ngô mặt đã không thành hình người, hắn thống khổ chu lớn, trên mặt đất lăn lộn không ngừng, loại kia hình dạng thấy làm người ta không rét mà run. Không chết, Giang giật thân thể ghé vào trên bệ đá, nhìn qua phía dưới lăn lộn đao phong, hắn âm thầm kinh ngạc không thôi. Cái này đao phong quả nhiên rất mạnh, trên người đạo thiên linh bảo chiến giáp mặc dù có thể ngăn cản đại bộ phận nhiệt độ cao, nhưng giống như hắn nhục thân không mạnh, giờ phút này tuyệt đối bị đốt sống chết tươi. Hô hô, hắn nhìn mấy lần không còn quan tâm, nằm dạp trên mặt đất tiếp tục nhắm mắt đùa giỡn vừa rồi hắn lại vận dụng huyền hoàng lực suy yếu kỳ còn không có triệt để đi qua cưỡng ép vận dụng huyền hoàng chi lực để hắn càng thêm suy yếu không bằng hắn nội tâm đại định tại đài cao này phía trên kia là tuyệt đối an toàn thực sự không được hắn tự ủy lại cái này không đi chậm đợi một ngày qua đi tự động bị truyền tống ra diệt ma cung đao phong gào vài tiếng tại phong vương cấp cường giả tới dùng thiên lực cho hắn chữa thương một lát có chút dễ chịu một chút về sau hắn thật sâu ít mấy hơi, mở ra cháy đen bờ môi, gào thét toàn bộ lên cho ta, giết hắn cho ta, giết hắn. Bên trên, những công tử kia các tiểu thư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cũng không dám động, Đao Phong là người mạnh nhất, hắn đều lên không đi, mọi người coi như leo đi lên cũng sẽ cho giang giật tươi sống đánh xuống tới. Đao Phong có đạo thiên linh bảo chiến giáp, các nàng nhưng không có, vạn nhất bị đốt sống chết tươi đâu. Đao Phong lãnh mâu quét qua, nhìn thấy tất cả mọi người không nhúc nhích, lập tức giống giận, ngu xuẩn, sợ cái gì các ngươi từ khác nhau phương hướng cùng tiến lên đi, giang giật có thể đồng thời công kích các ngươi nhiều người như vậy chỉ cần đi lên, liền có thể nhẹ nhõm chém giết hắn. Ai có thể giúp bản thiếu gia cầm xuống cái này tạp toái đầu người, bản thiếu gia dẫn hắn đi nhà ta hồng mông bí cảnh tu luyện một năm. Ách, sở hữu công tử tiểu thư cùng phong vương cấp cường giả nhau nhau động dung, trên thân sát khí tuôn ra, một tên công tử quát khẽ đi, mọi người cùng nhau xông lên đi, giết giang giật cái này cầu tạp toái chương 1632, xuống dưới, đao phong mưu kế không tệ, ở đây có cửu cái phong vương cấp cường giả, đao phong thụ không trọng không nhỏ tổn thương, tạm thời không cách nào động thủ, còn có 8 cái phong vương cấp, mặt khác hơn 20 người không cần lên đi, ngay tại dưới bệ đá phụ trợ là được. Giang giật rất rõ ràng loại tình huống này, hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng não hải một mực tại chuyển động, hắn rất nhanh liền nghĩ ra một ý kiến, cái kia chính là phóng kiếm sát tộc chém người. Trên bệ đá trọng lực phi thường khủng bố, kiếm sát tộc ra trực tiếp không động được, đoán chừng sẽ còn ép tới ngã trên mặt đất. Nhưng cái này không quan hệ, kiếm sát tộc không động được, giang giật có thể giúp bọn chúng động. Chỉ cần bay xuống đài cao, kia kinh khủng trọng lực không chỉ có sẽ không thay đổi thành lực cản, ngược lại sẽ trở thành động lực, để kiếm sát tộc công kích tốc độ tăng gấp bội. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ nhanh có thể hình thành cường đại quán tính chi lực, sở dĩ thiên quân vạn mã công kích thời điểm, uy lực mới có thể lớn như vậy kiếm sát tộc theo dưới đài cao bay xuống, mượn nhờ trọng lực tốc độ có thể đạt tới dọa người tình trạng, người phía dưới lại muốn đứng vững trọng áp hướng lên trên mặt bò, kiếm sát tộc có lẽ chặt không chết bọn hắn, chấn không thương tổn bọn hắn, nhưng là nhẹ nhóm có thể đem bọn hắn cho đánh lui. Ong ong ong, Giang giật lấy ra thiên hàn châu, từng cái kiếm sát tộc hiển hiện. Không ra ngoài ý liệu của hắn, kiếm sát tộc sau khi ra ngoài trực tiếp bị trọng lực chấn áp trên mặt đất, căn bản là không có cách đứng thẳng. Giang giật thông qua kiếm sát phương hạ một cái mệnh lệnh, nhưng kiếm sát tộc toàn thân rung động, liền là không cách nào di động mảy may. Không thể động không quan trọng, Giang giật thân thể chuyển động, vây quanh trên bệ đá chuyển một vòng tròn, thả ra mấy trăm kiếm sát tộc, trên bệ đá đều đổ đầy, chính hắn lăn đến trong bệ đá ở giữa chậm đợi mọi người đi lên. Ách, Giang giật cử động bị người ở ngoài xa dò xét đến rõ ràng, rất nhiều mắt người bên trong hiện lên một chút nghi hoặc, Giang giật phóng ta khôi lỗi ra ngoài làm gì khủng bố như thế trọng lực khôi lỗi cũng không thể động, phóng xuất dọa người sao. Phiên toái, đại gia cẩn thận chút. Đao gia phong vương cấp cường giả đao chiến xem hiểu giang giật dụng ý, nhưng đã đến mức này, luôn không khả năng thối lui a à bọn hắn đồng ý, đao phong chắc chắn sẽ không đồng ý. Đi, còn lại mấy tên lão giả không thèm đếm xỉa, tám người theo bốn phương tám hướng bắt đầu hướng bệ đá chạy đi. Tám người này có một người là công tử trẻ tuổi, những người còn lại đều là các gia tộc hộ vệ. Bất quá tên kia công tử bước chân thả chậm một chút, hắn cũng không muốn là đao phong xuất khí, đem chính mình cho liên lụy. Còn lại 6 người tốc độ có chút thả chậm, đao chiến nhìn mấy lần bất đắc dĩ chỉ có thể tăng tốc đi tới, cho thấy hắn đánh tiên phong, đè vào phía trước nhất. Tám người rất nhanh tới gần bệ đá, mọi người không học đao phong đùa nghịch, thành thành thật thật từng bước một thân người cong lại hướng lên trên mặt đi đến, không xem qua con người từ đầu đến cuối nhìn qua phía trên, lỗ tai một mực dựng thẳng lên đến, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ lập tức ngừng hành động, hướng bên cạnh tránh né, hoặc là công kích. Thận trọng từng bước, từ phía giáp công. Đây chính là mấy người sách lược, chỉ cần trong đám người có ba người lên bệ đá, tự có rất lớn nắm chắc diệt sát giang giật. Mọi người tốc độ trở nên phi thường chậm, dù sao thời gian còn rất dài, mấy người đã quyết định, coi như tốn hao tiểu nửa ngày thời gian, cũng nhất định muốn đem giang giật tiêu diệt. Còn lại hơn 10 người có một nửa theo tới, đứng ở dưới bệ đá, chuẩn bị hỗ trợ phụ trợ mọi người, còn lại mấy người xa xa đứng đấy, quan sát đến giang giật nhất cử nhất động, sớm dự cảnh. Cấp 3, cấp 10, 2 cấp 10. Giang giật không có bất cứ động tính gì, nằm ở phía trên không nhúc nhích, tựa như một người chết. Đao chiến bọn người nghỉ ngơi trọn vẹn hai nén hương thời gian lần nữa bắt đầu leo lên, lần này mỗi lần bò cấp ba bậc thang mọi người hội nghỉ ngơi một chút, đem thân thể tận lực bảo trì đến trạng thái tốt nhất, đồng thời phòng ngừa giang giật đánh lén. Đao chiến lên 35 cấp, còn lại 6 người lên 30 cấp 3, giang giật còn không có động. Trọng lực trở nên càng khủng bố hơn, mọi người tốc độ càng chậm hơn mấy phần, ngoại trừ cái kia còn tại 25 cấp công tử bên ngoài, tất cả mọi người dùng cả tay chân bắt đầu leo lên. Nặng như vậy tâm sẽ phi thường vững chắc, ngoài ý muốn nổi lên tình huống có thể trước tiên kịp phản ứng. 4 cấp 10, đao chiến ngừng lại, chờ mấy cái khác phương hướng người đuổi theo, tốt đồng thời phát động. Mọi người đôi mắt đều trở nên dị thường băng lãnh, trên thân sát khí nghiêm nghị, một đám thiên giới người có mặt mũi, bị địa giới một người trẻ tuổi bức thành dạng này, tất cả mọi người cảm giác trên mặt tối tăm đi, đao chiến các loại chờ nơi xa dò xét tình huống người đánh tới thủ thế, hắn lần nữa hướng lên trên mặt leo lên mà đi, bắt đầu tốc độ phi thường chậm, đang bỏ đến cấp 45 thời điểm, nơi xa một tên công tử đột nhiên quát khẽ, động thủ. Hưu, ngoại trừ còn tại hơn 30 cấp nấc thang tên kia công tử, còn lại 7 người toàn bộ động, binh khí trong tay học đao phong đối thềm đá không ngừng đánh xuống, hai chân không ngừng hướng phía dưới điểm tới, mượn lực hướng lên trên mặt cuồng sông mà đi. Ha ha, Giang giật đang nhắm mắt tại thời khắc này cũng mở ra, hai tay của hắn tề động, đột nhiên hướng hai bên kiếm sát tộc ném ra hai quyền. Hai đạo quyền phong gào thét mà đi, đập ầm ầm tại biên giới kiếm sát tộc phía trên, hai cái không động được kiếm sát tộc thoáng cái bay ra bệ đá, hướng phía dưới đập tới, hai cái như cự nhận tay hung hăng đối hai người đầu chém bổ xuống đầu. Vù vù, Giang giật liên miên không dứt đánh ra quyền phong đem từng cái kiếm sát tộc đánh bay ra ngoài, hắn công kích tốc độ khó tránh khỏi có chút suy yếu, không bằng hắn không phải hướng lên trên mặt đánh mà là hướng bên cạnh đánh khoảng cách cũng không phải quá xa nhẹ nhõm đem mười mấy cái kiếm sát tộc đập xuống dưới ken 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 hắn đoán được không sai kiếm sát tộc từ phía trên hướng xuống mới bay đi tốc độ công kích cùng công kích lực độ phi thường hung tàn phía dưới phong vương cấp mặc dù đều giật mình cũng lấy ra binh khí công kích đem bắt đầu bay xuống một cái kiếm sát tộc bổ đến vỡ nát vấn đề là bọn hắn giờ phút này trọng tâm bất ổn a à. lập tức tự có ba người hướng phía dưới rơi xuống còn lại ba người tại cái thứ hai kiếm sát tộc gào thét mà xuống lúc bị hung hăng bổ xuống còn có một người lăn xuống đi phi thường chật vật hưu công tử kia ngược lại là thông minh chân sau một điểm trực tiếp nhảy xuống động tác tiêu sái phiêu giật tựa hồ đại thắng mà về phiên toái đao chiến lông mày nhíu lên đứng tại phía dưới nhìn qua đài cao nếu như không có cái này trọng lực đừng nói mấy cái kiếm sát tộc coi như mấy vạn kiếm sát tộc vội vàng không ngừng công kích cũng đừng hòng đem bọn hắn cho nện xuống tới Tại bốn người mấy cấp bậc thang lúc, trọng lực trở nên phá lệ kinh khủng, bọn hắn đi lên đều có chút khó xử, chỉ cần có một chút điểm lực cản liền sẽ lăn xuống tới. Giang giật kiếm sát tộc mượn nhờ trọng lực, công kích lực độ tăng nhiều, tám người không có người nào có nắm chắc sông đi lên, cho dù có một người có thể đi lên, giang giật nhưng còn có kinh khủng hỏa diễm đâu. Thiếu ra, đao chiến hướng xa xa đao phong nhìn một cái, ra hiệu để hắn từ bỏ. Cùng hắn lãng phí thời gian tại giang giật nơi này, không nếu muốn biện pháp đi lấy đến một món khác bảo vật, đi đại điện bên trong tìm cái khác bảo vật. Vạn nhất diệt mà kiếm cùng diệt ma giáp cùng diệt ma cung khống chế hạch tâm ngay tại bên trong tòa đại điện này đâu. Tiếp tục, đao phong trầm hống một tiếng, đao chiến bọn người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa hướng lên trên mặt phóng đi, cũng may giang giật muốn đồng thời đối phó tám người, chỉ có mượn nhờ kiếm sát tộc, mà kiếm sát tộc là phách không chết mọi người. Trường 1633, Công Dương Hiến Kế Hiu, hiu, hiu. Phía dưới có người giám thị, chỉ cần giang giật tại trong bệ đá ở giữa tất cả mọi người hội an tâm. Bất quá lần này tên kia công tử không có đi lên, hắn cũng không muốn bỏ đi lên, còn đi mạo hiểm, cái này lại không phải chính hắn sự tình, mới sẽ không nhiệt tâm như vậy. Bảy người lần này tăng nhanh tốc độ, một đường hướng lên trên mặt leo lên, tại cấp 45 lúc đồng thời gia tốc. Đáng tiếc giang giật đã sớm ở bên người thả ra rất nhiều kiếm sát tộc, một quyền một cái, đem từng cái kiếm sát tộc đập xuống, cuối cùng đem bảy người cho đánh xuống tới. Tiếp tục bên trên, hắn không gian thần khí có thể lớn bao nhiêu có thể giả bộ địa bao nhiêu khôi lỗi ở bên ngoài hẻm núi cùng vừa rồi ít nhất bị hủy diệt mấy trăm vạn A à trên người hắn khôi lỗi tuyệt đối không nhiều lắm. Đao phong trầm hống tiếng vang lên, trong lời nói đều là nổi giận cùng oán độc. Đao chiến bọn người chỉ có tiếp tục hướng lên trên mặt phóng đi, trong bọn họ tâm kỳ thật đều biết, bằng vào bọn hắn là giết không chết giang giật, tiếp tục sông đi lên, chỉ là không muốn lau đao phong mặt mũi. Đoán chừng sông lên hơn 10 lần, Đào Phong chính mình cũng sẽ buông tha cho A. À. Một lần, hai lần, năm lần, Giang giật kiếm sát tộc tựa hồ vô cùng vô tận, ứng phó mấy người tiêu hao kiếm sát tộc không nhiều, mỗi một luân chỉ cần ném ra mấy chục cái kiếm sát tộc, đao chiến bọn người triệt để không còn cách nào khác. Tạp toái, tạp toái, Đào Phong một tấm còn một mảnh cháy đen trên mặt đều là nổi giận, loại này công tử bình thường dáng vẻ đường đường, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, một khi xé mở bọn hắn mặt ngoài, thường thường bạo lộ ra diện mục so với người bình thường càng thêm xấu xí. Nội tâm của hắn cũng trầm xuống, giang giật tại hẻm núi thả ra mấy trăm vạn kiếm sát tộc, vừa rồi lại phóng suốt hơn một trăm vạn, giống như trên người hắn còn có trăm vạn kiếm sát tộc, bọn hắn ai cũng không thể đi lên. Vạn nhất cái này kiếm sát tộc không phải hắn thu khôi lỗi, mà là hắn một loại đặc thù thần thông, có thể vô cùng vô tận ngưng tụ đâu. Diệt ma cung nội chỉ có một ngày tầm bảo thời gian, giống như lãng phí ở giang giật nơi này kia phi thường không có lời. Ai biết lần sau diệt ma cung mở ra phải bao lâu chỉ là cục diện đã dạng này, để đao phong dạng này thối lui, sự tình truyền ra hắn về sau còn thế nào làm người. Xa xa xa, ngay tại đao phong nhức đầu thời điểm, phía tây truyền đến một đạo tiếng bước chân, tiếp lấy mấy chục đạo thân ảnh ngưng hiệt, đao phong nhìn lướt qua lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, sau đó lại vội vàng quay đầu ra đi, nội tâm xấu hổ nổi giận tới cực điểm. Tới đúng đúng thiên giới đại gia tộc người, tối cường mới có hai vị xinh đẹp tiểu thư, chính là công dương tiểu thư cùng kha lộng ảnh tiểu thư. Công dương tiểu thư ngược lại là không quan trọng, đao phong đối nàng không ý nghĩ gì, kha lộng ảnh hắn nhưng là một mực tại truy cầu A. À. Bị ngưỡng mộ trong lòng nữ thần nhìn thấy chính mình như thế dáng vẻ chật vật, đao phong muốn tự tử đều có. A, à, công dương tiểu thư cùng kha lộng ảnh còn có sau lưng hơn 30 người nhìn qua phía trước hai tòa bệ đá vài lần, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức vừa sợ dị không thôi. Vừa lúc giờ phút này đao chiến bọn người chính hướng lên trên mặt chạy vội, mà Giang giật ném ra kiếm sát tộc đem mấy người cho sống sờ sờ nện xuống đến, lại quay đầu nhìn về phía đao phong tấm kia cháy đen mặt, mọi người biểu lộ càng thêm phức tạp. Kha lộng ảnh đi là đầu thứ tư thông đạo, nàng tại tầng thứ hai công kích tòa kia thạch phong, kỳ thật không phải là vì thạch phong bên trong bảo vật, mà là thạch phong bên trong có một cái thông đạo, có thể vào tầng thứ ba. Nàng đem thạch phong cấm chế đập ra về sau, thạch phong xuất hiện một đạo môn, nàng tiến vào tầng thứ ba, kia đạo môn mở ra sau khi có thể mở ra nửa canh giờ, công dương tiểu thư vừa lúc dẫn người đi ngang qua, tự đi theo vào. Kha lộng ảnh trên người có đặc biệt mùi thơm, công dương tiểu thư quen thuộc nàng mùi thơm, đi theo nàng đi đầu thứ thư thông đạo, mọi người thuận lợi tiến vào bên trong. Sở dĩ lâu như vậy mới tới, là bởi vì mọi người ngay từ đầu tiến vào là một cái thiền điện, tại thiền điện bên trong mọi người liên thủ công kích thật lâu, đạt được mấy món bảo vật. Kha lộng ảnh thật bất ngờ, đào phong thế mà có thể tìm tới tầng thứ ba cửa vào, còn sớm tiến vào đại điện càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là giang giật thế mà cũng tiến vào mà lại đem đao phong bọn người khiến cho như thế đầy bụi đất. Công dương tiểu thư liếc mấy cái đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, nàng mỉm cười chắp tay nói ra, phong thiếu, đây chính là giang giật A địa giới đệ nhất thiên tài xem ra có chút năng lực A, phong thiếu ngươi cũng quá không cẩn thận, là bị ám toán A cần chúng ta hỗ trợ sao. Công dương tiểu thư nói chuyện rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đầy đủ chiếu cố đao phong mặt mũi, nhưng bất luận nói thế nào Đao Phong đều cảm giác mất mặt. Kha Lộng Ảnh không ở nơi này không có việc gì, bị Kha Lộng Ảnh nhàn nhạt liếc mấy cái, Đao Phong hận không thể chui vào lòng đất. Khụ khụ, hắn ho nhẹ vài tiếng đứng lên nói ra, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày tiểu tử này trên người hỏa diễm rất bá đạo, khó trách có thể thiêu chết lương ra phong vương cấp. Cái này hai tòa bệ đá trọng lực phi thường khủng bố, muốn đi lên phi thường khó khăn. Tiểu tử này mượn nhờ địa thế chi lợi, chúng ta công không đi lên a. Công dương tiểu thư nhưng có diệu kế Công dương tiểu thư nhìn mấy lần, trầm ngâm, sau một lát huyền chuyển cười nói Diệu kế không có, ngu xuẩn biện pháp ngược lại là có một cái Trên người hắn khôi lỗi luôn không khả năng vô cùng vô tận A à, cự ly sa công kích hắn, đem hắn khôi lỗi toàn bộ tiêu hao hết Sống thêm sống đánh giết hắn không được sao Không đúng, đao phong lắc đầu nói Công dương tiểu thư có chỗ không biết, cái này trên bệ đá trọng lực phi thường khủng bố Cự ly sa công kích năng lượng hội tiêu hao rất lớn căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương. Công dương tiểu thư khẽ cười nói, vậy liền khoảng cách rút ngắn điểm, người không cần phải nói ta cũng biết kia bệ đá rất khó bò. Đã khó khăn bò, vậy liền không bò lên, chúng ta một lần nữa dựng vài tòa đài cao, vây quanh hắn công kích không được sao. Đúng a, à, đao phong bọn người đôi mắt sáng lên, đao phong giơ ngón tay cái lên nói, đã sớm nghe nói công dương tiểu thư thông minh, quả nhiên danh bất hư truyền, còn xin tiểu thư chủ trì đại cục, đánh giết Giang giật thay phong tìm về cái này chàng tử. Cái này đại cục phong thiếu chính mình đi chủ trì đi. Công dương tiểu thư nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng kha lộng ảnh nói, lộng ảnh muội muội chúng ta đi đoạt một cái khác bệ đá bảo vật, đều bằng bản sự như thế nào. Tốt, kha lộng ảnh nhẹ gật đầu, công dương tiểu thư vung tay lên nói, các ngươi nghe theo đao phong công tử điều khiển, ta cùng lộng ảnh muội muội đi lấy hạ bên này bảo vật. Hưu, Kha lộng ảnh cùng công dương tiểu thư hướng bên trái bệ đá phóng đi, đao phong cũng mặc kệ hai người, hắn vừa rồi kém chút lên bệ đá, biết rõ phía trên trọng lực khủng bố cỡ nào. Hắn tin tưởng liền xem như hai người đồng dạng không cách nào tại trên bệ đá vọt lên, chớ nói chi là vọt lên trăm trượng. Sở dĩ hai món bảo vật này ai cũng lấy không được, vẫn là chém giết giang giật suốt ngụm ác khí càng thực sự một chút. Ai có không gian thần khí, cùng bệ đá cao không sai biệt cho lắm, phóng xuất. Đao phong hướng mọi người hạ lệnh, rất nhiều người nhao nhao lấy ra riêng phần mình không gian thần khí có người lấy ra một tòa tiểu cung điện kia tiểu cung điện lớn lên theo gió cuối cùng biến thành mấy trăm trượng cao nhìn cùng bệ đá không kém bao nhiêu còn có người lấy ra một tòa bảo tháp loại hình đều cùng bệ đá cao không sai biệt cho lắm tốt chiến thúc các ngươi phân biệt đứng tại không gian thần khí lên đao phong chỉ huy một đám phong vương cấp vọt ra trọng lực bao phủ khu vực bay lên không gian thần khí phía trên Công dương tiểu thư mang theo mấy chục người bên trong phong vương cấp cường giả có 11 người, những người này phân biệt bay lên mấy cái không gian thần khí bên trên, đao phong lại để cho người đem không gian thần khí theo bốn phương tám hướng hướng giang giật chỗ bệ đá bên kia đẩy đi. Cùng bệ đá cao không sai biệt cho lắm không gian thần khí, hết thảy có 10 cái, cái này 10 cái không gian thần khí đi vào trọng lực bao phủ khu vực, trở nên rất khó đẩy. Bất quá vấn đề không lớn, còn lại công tử tiểu thư cùng hộ vệ bắt đầu công kích không gian thần khí, từng điểm từng điểm đem không gian thần khí hướng bệ đá di động mà đi. Công dương tiểu thư kế sách thật là không tệ, chỉ cần cái này 10 cái không gian thần khí có thể đến gần bệ đá trăm trượng trong vòng, phía trên phong vương cấp cường giả công kích tuyệt đối có thể vỗ tới, đem giang giật kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh phá hủy. Các loại chờ kiếm sát tộc không còn, giang giật chỉ có chờ chết, nói không chừng còn có thể nhẹ nhõm bắt hắn cho nện xuống đến, đến lúc đó làm sao ngược sát đều được. Trường 1634, Phá Cục Chi Pháp Phiên phước lớn rồi, lần này đến phiên Giang giật nhức đầu, hắn kiếm sát tộc hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, chỉ có không đến trăm vạn. Từ đối phương trận hình xem, cái này rõ ràng là muốn sống sống mài chết hắn a, à, cái này 10 cái bảo tháp tiểu điện một khi dựa đi tới, hơn 10 phong vương cấp liền có thể liên tục không ngừng công kích. Nơi này trọng lực rất khủng bố, như từ phía dưới hướng lên trên mặt công kích sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Nhưng nếu như là song song công kích, liền sẽ không suy yếu đến lợi hại như vậy. Huống chi còn có hai tòa bảo tháp so bệ đá cao hơn một chút, công kích lực độ tổng hợp xuống tới suy yếu cường độ càng nhỏ hơn. Trăm vạn kiếm sát tộc nói thêm rất nhiều, nói thiếu vô cùng ít ỏi, từ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng công kích phía dưới, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ triệt để tiêu hao hết. Một khi không có kiếm sát tộc, hắn lấy cái gì đi ngăn cản Phong Vương cấp cường giả công kích? Coi như hắn luyện hóa một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp cũng tác dụng không lớn, địch nhân có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn, hắn chết một lần kỳ thanh trần cũng không sống nổi tiềm phục tại đại điện bên trong độc linh tuyệt đối sẽ làm chuyện điên rồ, cuối cùng bị giết. Trên thực tế, độc linh vừa rồi liền muốn xúc động đi bắt cóc đao phong, bị giang giật phát giác được, trước tiên lặng yên cho hắn xử ám hiệu. Độc linh ám sát thuật mạnh phi thường, vấn đề đao phong trên người có đạo thiên linh bảo chiến giáp A, à, cho độc linh giết đều giết không chết A. À. Tỉnh táo, nghĩ biện pháp, giang giật không đi quản chậm chạp di động đến gần 10 tòa bảo tháp cùng tiểu điện, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, não hải phi tốc vận chuyển đem chính mình toàn bộ thủ đoạn thần thông nghĩ đến một lần, đem phụ cận có thể lợi dụng điều kiện, bao quát kỳ thanh trần độc linh đám người thủ đoạn đều nghĩ đến một lần, nghĩ đến phá cục biện pháp. Phanh phanh phanh, bên kia 10 tòa tiểu điện cùng bảo tháp không ngừng bị công kích, di chuyển nhanh chóng tới gần, đã cách đài cao ngàn trường. Không gian thần khí đều có cấm chế cường đại, tùy ý oanh một đoạn thời gian cũng sẽ không bạo liệt, mỗi cái bảo tháp cùng cung điện đằng sau đều có mấy người không ngừng công kích, những công tử kia tiểu thư đều hưng phấn phóng thích riêng phần mình thần thông, tựa hồ đang chơi một cái phi thường tốt đùa trò chơi. Hưu, công dương tiểu thư cùng Kha Lộng ảnh hướng mặt khác một tòa bệ đá bay đi, hai người đều là phong vương cấp, còn không phải kỳ thanh trần loại này vừa mới đột phá phong vương cấp. Hai người như hai mảnh nhẹ hồng rất nhanh đã tới dưới bệ đá, hai người không có mạo muội sông đi lên, đương nhiên cũng sẽ không dùng cả tay chân leo lên. Đại gia tộc công tử đều chú ý dáng vẻ phong độ, tiểu thư càng sẽ không thất lễ, coi như không muốn bảo vật, hai người cũng sẽ không bỏ đi lên. Uống, nghỉ ngơi một hồi, Kha Lộng ảnh chân sau một điểm hướng lên trên mới bay vọt mà đi, công dương tiểu thư không chút nào yếu thế, theo một bên khác đi theo bay vọt mà lên, hai người thân như nhẹ hồng, vẻn vẹn trong chốc lát liền lên hơn 20 cấp thềm đá. Hô hô, hai người đều lựa chọn ngừng lại, thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly, bởi vì thở sở dĩ trước ngực sung mãn có chút rung động, để rất ở thêm ý bên này công tử trợn cả mắt lên. Bên kia bảo tháp tiểu điện đã tới gần 400 trượng, di động đến phi thường chậm, bất quá mấy người ở phía sau liên tục không ngừng công kích, bảo tháp từ đầu đến cuối đang di động, ngồi xếp bằng phía trên phong vương cấp cường giả đôi mắt đều trở nên lạnh lẽo, sát ý doanh vậy mà. Giang giật động, còn bất động, đoán chừng bốn phương tám hướng công kích liền muốn mưa đá đập tới. Hắn thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh, thả ra từng cái kiếm sát tộc, đem bốn phía đều chất đầy kiếm sát tộc, đem trên đài cao chất thành một tầng kiếm sát tộc về sau, hắn tiếp tục thả ra, đem chính mình cho chôn sống đi vào, xếp thành một tòa núi nhỏ. Xếp thành núi nhỏ về sau, hắn còn không có dừng lại tiếp tục thả ra, thẳng đến kiếm sát tộc bắt đầu đè ép đến rơi xuống bệ đá hắn mới ngừng lại được. Qua một đoạn như vậy thời gian, trong thân thể của hắn truyền đến cảm giác suy yếu đã khá nhiều, nhưng hắn còn không có nghĩ đến một biện pháp tốt. Tiến vào diệt ma cung thời gian không ngắn, bất quá cũng chỉ là hạ giới đi qua mấy ngày dáng vẻ, về khoảng cách giới thời gian một ngày còn sớm, muốn chuyển đưa ra ngoài là không thể nào bốn phương tám hướng đều là người muốn chạy trốn cũng không có khả năng cưỡng ép đao phong càng là buồn cười giết ra khỏi trùng vây bằng vào chiến lực của hắn không có khả năng này không có đường sao giang giật nội tâm yên tĩnh lại hắn chết không sao kỳ thanh trần cùng độc linh còn muốn đi theo chết nghĩ đến đao phong làm người kỳ thanh trần như bị hắn cầm xuống sẽ phát sinh sự tình gì giang giật cũng không dám tưởng tượng uống bên kia kha lộng ảnh cùng công dương tiểu thư lại bắt đầu chạy vọt Kha lộng ảnh lấy ra nàng cái kia thanh ngân cung, nàng không ngừng bắn ra cung tiễn, tự hướng dưới lòng bàn chân bắn va chạm cấm chế, gây nên tiểu trình độ bạo tạc, dạng này mượn lực có thể hướng lên trên mặt bay vọt. Công dương tiểu thư thì lấy ra một thanh bảo kiếm không ngừng đánh xuống, hai người thực lực cũng không tệ, bên này không có giang giật quấy nhiễu, sở dĩ hai người cuối cùng đều thành công leo lên trên bệ đá. Hô hô, vừa lên bệ đá, hai người đều ngồi xếp bằng, từng ngụm từng ngụm thở, một bên điều tức, một bên trầm tư. Đao Phong đoán không lầm, hai người mặc dù có thể lên bệ đá, nhưng đứng thẳng đều khó khăn, chớ nói chi là nhún nhảy, đi lấy kia trăm trượng phía trên bảo vật. Kha lộng ảnh điều tức một hồi mở mắt, đầu chuyển động, nhìn lướt qua giang giật bên kia. Bất quá giang giật bị kiếm sát tộc chôn sống, không nhìn thấy người. Trong mắt nàng có chút hiện lên một tia đáng tiếc, bởi vì bốn phía bảo tháp cùng tiểu điện đã tới gần hơn 200 trượng khoảng cách, rõ ràng còn có thể di động, chỉ cần tới gần trăm trượng giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ đao phong muốn giết giang giật kha lộng ảnh chắc chắn sẽ không hỗ trợ thậm chí một câu cũng sẽ không nói đối với nàng tới nói giang giật chỉ là một nhân tài thôi người tài giỏi như thế thiên giới thêm sự tình vì một cái người không liên quan đi đắc tội đao phong đi cầu đao phong kha lộng ảnh cũng không phải đồ đần kha lộng ảnh nhìn mấy lần không rảnh để ý nàng ngửa đầu nhìn xem phía trên bảo hạp như vẽ lông mày nhăn hai cái này bảo hạp bên trong tuyệt đối là trí bảo nếu không sẽ không như thế dễ thấy như thế khó khăn thu hoạch suy suy bên kia đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió đem kha lộng ảnh cho đánh thức đao chiến bắt đầu nếm thử công kích hắn đột nhiên hướng phía trước bổ ra một đao một dải lụa phá không mà đi mặc dù ở nửa đường không ngừng bị suy yếu nhưng cuối cùng thành công đã tới trên bệ đá đập vào một cái kiếm sát tộc phía trên ầm um, cái kia kiếm sát tộc bị tạc đến trên năm xẻ bảy mặc dù không có biến thành bột mịn nhưng tất cả mọi người đôi mắt quang mang lấp lánh nhao nhao xuất thủ phía dưới thôi động bảo tháp tiểu điện người càng thêm hưng phấn lên ra sức công kích bảo tháp tiểu điện, làm cho tiếp tục hướng bệ đá tới gần. Dầm dầm dầm, Giang giật nghe bốn phía tiếng oanh minh, dò xét đến kiếm sát tộc từng cái nổ tung, hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, nội tâm trầm lạc đáy cốc, khoảng cách xa như vậy đều có thể công kích, như tới gần trăm trượng, kiếm sát tộc không cần nửa canh giờ, hai nén hương liền sẽ toàn bộ hủy đi. Các loại chờ kiếm sát tộc hủy sạch, hắn lấy cái gì ngăn cản? Hắn ngược lại là có một cỗ cán thi vô cùng cường đại, vấn đề cán thi chỉ có thể ngăn trở một bên A cán thi đột nhiên giang giật nội tâm khẽ động cán thi phi thường cường đại giống như có thể luyện hóa có thể khống chế hôm nay chi cục chẳng phải phá sao cán thi nhục thân như thế cường đại điểm ấy trọng lực đối với nó hoàn toàn không tính sự tình giống như có thể khống chế nó di động thậm chí công kích không chỉ có thể ngăn trở bốn phía công kích còn có thể khống chế hắn diệt sát đao phong người tt tê tê, nghĩ đến cái này cán thi một chảo bẻ vụn hắn bạch ngọc giáp giang giật hít vào hai cái hơi lạnh lập tức cái gì cũng không để ý lập tức đem kia cán thi đem thả ra, nghĩ biện pháp luyện hóa. Trường 1635, không cách nào luyện hóa. Mạch suy nghĩ là tốt mạch suy nghĩ, nhưng Giang giật đem cán thi lấy ra về sau, dùng thiên lực quán chú đi vào, dòng dã nửa nén hương thời gian cán thi nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng công kích liên tục không ngừng, kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị hủy diệt, Giang giật chỉ có thể ngừng luyện hóa cán thi, ngược lại thả ra kiếm sát tộc, trước bảo mệnh lại nói. Cũng may 10 tòa bảo tháp tiểu điện giờ phút này khoảng cách hơn 150 trượng về sau, mỗi lần di động một trượng đều phi thường khó khăn, dù sao lớn như vậy bảo tháp cùng tiểu điện, tiếp nhận trọng lực cũng sẽ lớn hơn. Khoảng cách xa như vậy những cái kia phong vương cấp công kích sẽ bị nghiêm trọng suy yếu, mỗi người công kích chỉ có thể nổ nát vụn hai ba cái kiếm sát tộc, giang giật nhẹ nhõm có thể thả ra kiếm sát tộc ngăn trở. Dùng huyền hoàng chi lực thử một chút, thả ra kiếm sát tộc về sau, giang giật nghĩ lại, lực thần nhất tộc tu luyện chính là huyền hoàng chi lực, nói không chừng quán chú huyền hoàng chi lực liền có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Huyền hoàng chi lực mỗi một điểm đều phi thường chân quý, Giang giật chỉ vận chuyển một tia huyền hoàng chi lực, chậm rãi theo cán thi phía sau lưng rót vào. Ông, huyền hoàng chi lực quán chú về sau, cả cố cán thi quang mang lóe lên, những cái kia khô cằn cơ bắp bên trên trở nên du lượng du lược, Giang giật mắt sáng rực lên, quả nhiên hữu dụng. Chỉ là, Giang giật sáng lên đôi mắt rất nhanh liền ảm đạm, bởi vì cái này huyền hoàng chi lực trở ra tụ phân tán đi toàn thân, vẻn vẹn năm hơi thời gian về sau cán thi tỏa sáng làn ra lại trở nên ảm đạm xuống ách giang giật chớp chớp con mắt quán chú một tia thiên lực đi vào giò xét phát hiện huyền hoàng chi lực lại biến mất vô tung vô ảnh hắn có chút bó tay rồi hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực không ít trong khoảng thời gian này không ngừng tu luyện lực thần quyết tích lũy một chút chính hắn dùng đoán chừng có thể dùng tới một hai tháng nhưng hắn mỗi lần hắn chỉ là dùng một điểm a cái này cán thi cao lớn như vậy coi như hắn toàn bộ huyền hoàng chi lực quán chú đi vào cũng như bùn chảy vào biển, không nổi lên được nửa điểm sóng gió A. À. Thử lại lần nữa, Giang giật tiếp tục quán chú vài tia huyền hoàng chi lực đi vào, nhưng vẫn như cuối cùng vừa rồi đồng dạng, mỗi lần huyền hoàng chi lực trở ra cán thi thân thể sẽ tỏa sáng, nhưng mỗi một tia huyền hoàng chi lực chỉ có thể duy trì năm hơi thời gian, năm hơi về sau cán thi khôi phục bình thường, huyền hoàng chi lực cũng biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có bất luận cái gì dị trạng, chớ nói chi là luyện hóa. Tiếp tục, Giang giật cắn răng, quán chú gần trăm tia huyền hoàng chi lực đi vào, cuối cùng hắn phi thường im lặng ngừng lại, nội tâm mười phần xác định bằng vào huyền hoàng chi lực là không thể nào luyện hóa cán thi. Hắn thứ chín khỏa tinh thần bên trong huyền hoàng chi lực ngay tại vừa rồi đã dùng gần một nửa, cán thi không có bất kỳ cái gì phản ứng, coi như đem còn lại đều quán chú đi vào cũng không làm nên chuyện gì. Không có huyền hoàng chi lực hắn tại trên bệ đá động đều không động được, đến lúc đó chỉ có chờ chết, Giang giật cũng không muốn lãng phí. Thiên lực không luyện hóa được, huyền hoàng chi lực không luyện hóa được, cái này cán thi không có linh hồn thôn thiên thú không khống chế được. Hắn đôi mắt nhất chuyển quyết định thử một chút sau cùng một loại biện pháp, cái kia chính là vận dụng chữ tiểu triện ký tự. Hắn nghi tâm từng cái ký tự tuôn trào ra, xuất vào cán thi bên trong. Hắn khống chế chữ tiểu triện ký tự tiến vào cán thi trong đầu, đi linh hồn của nó thức hải, tìm tới nó khô cạn chủ linh hồn thể, chữ tiểu triện ký tự từng cái tuôn đi vào, ở bên trong lưu chuyển du tẩu. Không dùng, giang giật tâm trầm xuống, dòng dã nửa nén hương thời gian cán thi chủ linh hồn hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì dị động. Hắn lại khống chế chứ tiểu triện ký tự tại toàn thân du tẩu, nhìn xem có thể hay không có chút tác dụng. Kết cục, không cần nói cũng biết, chứ tiểu triện ký tự tại cán thi toàn thân chuyển một lần lại một lần, cán thi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, giang giật từ bỏ, cái này cán thi căn bản là không khống chế được, không cách nào luyện chế thành khôi lỗi. Dầm dầm dầm, qua dài như vậy một đoạn thời gian, kiếm sát tộc bị phá hủy đến không sai biệt lắm, Giang Giật chỉ có từ bỏ luyện hóa cán thi, một bên phóng thích kiếm sát tộc, vừa nghĩ cái khác phá cục chi pháp. Mười tòa bảo tháp cùng tiểu điện đã cách 120 trượng, đến khoảng cách này, người phía sau muốn công kích bảo tháp tiểu điện thôi động tiến lên vô cùng vô cùng khó khăn, phía sau công tử tiểu thư bọn hộ vệ toàn thân tiếp nhận phi thường cường đại trọng lực, công kích đều trở nên gian nan, uy lực tự nhiên yếu đi. Tốt, các ngươi đều lui về đến, khoảng cách này không sai biệt lắm. Đao phong mở miệng hạ lệnh đến, 120 trượng khoảng cách này mặc dù có chút xa, nhưng phía trên phong vương cấp mỗi người công kích nhiều lần đều có thể đánh nát mấy cái kiếm sát tộc. Dạng này liên tục không ngừng công kích phá hủy kiếm sát tộc số lượng là khả quan, đao phong tự không tin tưởng giang giật kiếm sát tộc là vô cùng vô tận. Những cái kia phong vương cấp ngồi tại bảo tháp phía trên cung biện nhỏ, bởi vì là ngồi sở dĩ tiếp nhận trọng lực cũng không tính kinh khủng, bọn hắn công kích cũng không phiền hà. Cứ như vậy tiếp tục mấy canh giờ hoàn toàn không là vấn đề, thực sự mệt mỏi nghỉ ngơi một chút lại có thể tiếp tục công kích một ngày thời gian còn sớm đao phong quyết định tốn hao nửa ngày thời gian cũng muốn đánh giết giang giật mặc kệ bại lộ tự bại lộ nhìn xem kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị phá hủy giang giật dứt khoát thân thể lăn xuống cán thi bên cạnh cùng cán thi lưng tựa lưng cán thi rất cao lớn giờ phút này thân thể nằm nghiêng giang giật cái này tiểu thân bản có thể nhẹ nhõm trốn ở cán thi phía sau sau lưng tứ bảo tháp công kích hoàn toàn có thể để cán thi ngăn trở hắn chỉ cần thả ra kiếm sát tộc, ngăn trở sáu mặt khác bảo tháp trên cung điện nhỏ phong vương cấp công kích là được, dạng này có thể tiết kiệm không ít kiếm sát tộc, có thể kiên trì càng lâu thời gian. Dầm dầm dầm, hắn không hướng sau lưng phóng kiếm sát tộc, bên này kiếm sát tộc rất nhanh liền toàn bộ bị phá hủy, kia to lớn cán thi bại lộ ở bên kia phong vương cấp trong tầm mắt. Ách, cán thi xuất hiện, để rất nhiều mắt người mắt có chút co rụt lại, cỗ thi thể này quá lớn, mà lại trên thân tản ra không hiểu hung uy, tựa như một cái tiềm phục tại đêm tối viễn cổ hung thú, nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Vù vù, một tên phong vương cấp cường giả đánh ra một đạo lưu quang hung hăng nện ở cán thi bên trên, để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh cán thi trên thân bị sáng lên một đạo hào quang màu xanh thấm, không chỉ có không có nổ tung, thân thể không có dung chuyển một tia, mặt ngoài làn da đều không có vạch phá một tia. Thi thể này, chẳng lẽ là lực thần nhất tộc, ở đây đều là thiên giới đại nhân vật, nhìn mấy lần tự kết luận, chỉ có lực thần nhất tộc thi thể mới có thể cao to như vậy, nhục thân mới có thể như thế cường đại. Hiu hiu hiu, bảy tám tên phong vương cấp cường giả liên thủ công kích, đánh vào cắn thi bên trên, cuối cùng đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đao phong chú ý tới bên này, hắn cháy đen trên mặt đều là vẻ hưng phấn, quát khẽ, bên này khác đừng công kích, bên kia tăng tốc tốc độ công kích, giang giật gần như không còn khôi lỗi. Cái này cán thi tuyệt đối là lực thần nhất tộc, vẫn là bị luyện hóa, giúp ta đạt được cỗ này cán thi, ta để chư vị toàn bộ đi nhà ta hồng mông bí cảnh tu luyện hai tháng. Bình thường người không biết lực thần nhất tộc cán thi giá trị, đao phong lại phi thường tinh tường, giống như có thể được đến cái này cán thi, mang về để gia tộc người tiến hành tế luyện. Đến lúc đó liền là một cỗ phi thường cường đại khôi lỗi, chiến lực không kém gì hắn. Khôi lỗi, chương 1636, khiếu huyệt, cỗ này cán thi, bên kia đài cao công dương tiểu thư cùng kha lộng ảnh ánh mắt bị cán thi hấp dẫn, hai người đôi mắt có chút sáng lên, bảy tám cái phong vương cấp cường giả công kích thế mà không cách nào dung chuyển một tia cái này cán thi cường đại không cần hoài nghi đáng tiếc giang giật không hiểu luyện hóa a kha lộng ảnh khe khẽ thở dài như giang giật có thể luyện hóa cái này cán thi sợ là đao phong bọn người có nếm mùi đau khổ giang giật không hiểu lực thần nhất tộc cán thi chỗ kinh khủng thiên giới mấy cái gia tộc tự có mấy cỗ lực thần tộc cán thi lực thần tộc năm đó một chút cường giả sau khi chết lưu lại tàn hồn dùng lực thần nhất tộc bí pháp đặc thù luyện chế cán thi nghĩ đến phát huy nhiệt lượng thừa, thủ hộ lực thần tộc. Đáng tiếc lực thần nhất tộc bị diệt tộc, rất nhiều cán thi đều bị hủy, nhưng một chút đại gia tộc đều chiếm được một hai cỗ, dùng đặc thù bí pháp luyện hóa. Mỗi lần xuất chiến lúc đều sẽ dùng cán thi đè vào phía trước, cái này cán thi lực phòng ngự kinh khủng dị thường, công kích sắc bén, bởi vì là tử vật, sở dĩ pháp tác thần thông linh hồn công kích đều đối với nó không có hiệu quả, là tốt nhất khiên thịt. Công Dương tiểu thư thấy một trận lửa nóng, bất quá đao phong đã mở miệng, nàng đương nhiên sẽ không đến cướp đoạt. Chỉ là cảm thán đao phong tốt số, truy sát một cái giang giật thế mà có thể được đến một cỗ cường đại cán thi. Ai, công dương tiểu thư nhìn đồng dạng đỉnh đầu bảo hạp, khe khẽ thở dài, hai người mặc dù lên bệ đá, lại chỉ có thể nhìn qua bảo hạp cảm thán, hai người đứng thẳng đều không khó khăn, lại thế nào lấy được bảo hạp. Ông, Kha lộng ảnh ngân cung đột nhiên phát sáng lên, hấp dẫn công dương tiểu thư lực chú ý, Kha lộng ảnh đột nhiên kéo một phát trường cung thế mà đối phía trên bảo hạp công kích. Hưu, một đạo ngân sắc quang mang sáng lên, một cái màu bạc mũi tên nhỏ phá không mà đi, đối bảo hạp vào tới, vô số người đều bị một tiếng này hấp dẫn, bất quá rất nhiều người rất nhanh lại lắc đầu than nhỏ. Ngân sắc mũi tên nhỏ bắn ra thời điểm rất uy mãnh, khí thế hùng hổ, vẹn vẹn phi hành 30 trượng tốc độ tự suy giảm, mà lại uy lực rõ ràng biến yếu. Tại chiều phía trên phi hành 50 trượng về sau, ngân sắc mũi tên nhỏ đều chậm cùng thần tướng cảnh tốc độ, chờ bay lên 80 trượng triệt để bất lực đi tới bắn ngược mà xuống cuối cùng đập xuống tại trên bệ đá. Uống, Kha Lộng Ảnh khẽ kêu một tiếng, nàng trường cung lần nữa sáng lên, liên tục không ngừng bắn ra mũi tên nhỏ, một cái so một cái nhanh, phía sau đuổi lên trước mặt mũi tên nhỏ thế mà dung hợp được, nàng liên tục bắn ra 12 thanh mũi tên nhỏ, cuối cùng đều dung hợp thành một cái, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang bắn nhanh mà lên. Lần này đã khá nhiều, mũi tên nhỏ thế mà thành công bay lên cao trăm trượng uổng phí, bắn chúng bảo hạp, nhưng tốc độ cùng lực đạo lại yếu đến đáng thương, kia bảo hạp có chút sáng lên, đều không có lay động một phần, mũi tên nhỏ lại bắn ngược mà xuống, hung hăng bắn tại trên bệ đá. Hô hô, Kha lộng ảnh con người ảm đạm xuống tới, đây là nàng công kích mạnh nhất, đều không thể đem bảo hạp cho đánh xuống đến, nàng là triệt để không có biện pháp. Vừa rồi chịu lấy trọng áp nàng liên tục bắn ra mười mấy tiếng, toàn thân đều đau nhức không thôi, khí huyết lưu động, nàng không nhìn nữa phía trên bảo hạp, ngồi xếp bằng điều tức. Uống, Kha lộng ảnh xuất thủ, công dương tiểu thư không muốn tiếp tục đang ngồi, chuẩn bị đụng một cái, thử một chút có thể hay không đạt được cái này bảo hạp. Trong tay nàng xuất hiện một đầu hồng lăng, nhưng nàng nhưng không có hướng lên trên vào tới, mà là đầy trời cua múa, trên đầu nàng sáng lên mọc ra hai cái sừng thú, hai chân trên mặt đất hung hăng đạp mạnh, thân thể hướng lên trên mặt vào tới. Thân thể mềm mại của nàng cũng không phải là thẳng tắp bay đi lên, mà là kịch liệt xoay tròn lấy, như một đạo long như gió lốc, kia hồng lăng đi theo xoay tròn, bốn phía cuồng phong gào thét, lấy nàng thân thể làm trung tâm thật tạo thành một đạo long gió lốc. Tốt, rất nhiều công tử tiểu thư lớn tiếng gọi tốt, công dương tiểu thư thế mà một hơi thời gian tự bay lên 20 trượng khoảng cách, mà lại tốc độ cũng không có yếu bớt quá nhiều. Thân thể của nàng ngoại hình thành một cái cự đại vòi rồng, cuồng phong đem kha lộng ảnh áo bảo đều thổi đến bay phất phới, thân thể có chút lay động, một cái ngồi không vững run đều có thể bị thổi xuống đi. 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Công dương tiểu thư thân thể xoay tròn tốc độ trở nên chậm, hướng lên trên trên mặt thăng tốc độ trở nên chậm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, nàng trong mắt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn, trên đầu màu trắng sừng thú lần nữa sáng lên, thân thể tốc độ xoay tròn lại tăng tốc mấy phần. Đáng tiếc cuối cùng nàng lần nữa lên 10 trượng tự triệt để không cách nào lại bên trên một bước, một khắc cuối cùng trong tay nàng hồng lăng đối phía trên đột nhiên vung đi, muốn dùng hồng lăng đem bảo dương cho kéo xuống. Nhưng nàng hồng lăng chỉ là bắn ra hơn 10 trượng, thân thể tiểu bị ép hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng hung hăng đập vào trên bệ đá, há mồm còn phun ra một ngụm máu tươi, đem nàng một bộ tuyết trắng váy dài nhuộm đỏ. Ha ha, công dương tiểu thư trắng bệch trên mặt hiển hiện một vòng tự diếu, nàng lắc đầu không nói gì, ngồi xếp bằng nhắm mắt bắt đầu đùa giỡn, nói rõ nàng cũng từ bỏ cướp đoạt cái này bảo hạp. Hai cái này bảo dương ai có thể bắt được, đao phong khe khẽ thở dài, đã công dương tiểu thư cùng kha lộng ảnh đều bắt không được, hắn khẳng định cũng bắt không được. Diệt ma đại đế đặt vào hai cái bảo dương tại cái này, chính là ví dụ hoặc mọi người a à, khó trách trước kia mấy lần có người đi vào tầng thứ ba, hai cái này bảo dương nhưng như cũ lơ lửng ở đây. Tăng thêm tốc độ, diệt giang giật, chúng ta đi địa phương khác đoạt bảo. Đao phong thu hồi ánh mắt lại nhìn qua giang giật bên này, cỗ này cắn thi đạt được, không thua gì đạt được một kiện đạo thiên linh bảo, xem như đáng giá. Dầm dầm dầm, bên này sáu tòa bảo tháp trên cung điện nhỏ phong vương cấp đều cắn răng tăng nhanh tốc độ, mỗi một hơi thở thời gian giang giật tự có mấy trăm cái kiếm sát tộc bị hủy diệt bên kia bốn tòa bảo tháp tiểu điện ngược lại là không có di động dù sao giang giật có thể di động cán thi luôn có một cái phương hướng là không cách nào công kích ong 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 giang giật không ngừng tại thả ra kiếm sát tộc não hải chuyển động nghĩ đến biện pháp kiếm sát tộc càng ngày càng ít mỗi một nén nhang tự có mấy vạn kiếm sát tộc bị phá hủy tiếp tục như vậy không muốn nửa canh giờ sẽ triệt để tiêu hao hết đến lúc đó hắn chỉ có thể chờ đợi lấy bị đánh chết cái này cán thi làm sao lại không luyện hóa được đâu cái kia đông đế không phải nói cái này cán thi hắn luyện hóa vạn năm sao đã hắn đều luyện hóa đều mấy vạn năm vậy khẳng định có thể luyện hóa ha giang giật âm thầm nhức cả trứng nghĩ tới đây nội tâm của hắn đột nhiên động một cái hắn nhớ tới cái kia đông đế tàn hồn cuối cùng biến mất trước một đoạn văn bản tọa bộ thân thể này bị ta dùng đặc thù bí thuật luyện vạn năm nhưng so sánh thần binh ngươi cũng đừng hủy mặt khác tiểu tử người tu luyện lực thần quyết tuyệt đúng không toàn bộ nếu muốn lĩnh hội thật lực thần quyết người liền hảo hảo quan sát thoáng cái bản tọa nhục thân, chú ý toàn thân khiếu huyệt. Đoạn văn này nhìn rất bình thường, giang giật tinh tế suy nghĩ một phen, lại linh cơ khẽ động. Khiếu huyệt thật lực thần quyết là tu luyện khiếu huyệt vậy cái này cố cán thi khẳng định tu luyện cũng là khiếu huyệt A, có phải hay không đem hắn khiếu huyệt cho luyện hóa, kích hoạt lên, ta liền có thể khống chế. Nghĩ đến tự làm, giang giật vội vàng dùng thiên lực quán chú vào cán thi bên trong. Cái này cán thi trong thân thể có 108 cái khiếu huyệt, vừa rồi hắn dùng chữ tiểu truyện ký tự ở bên trong du tẩu thời điểm, đã dò xét đến rõ ràng. Hắn đem thiên lực quán chú tiến vào cán thi phía sau lưng một cái khiếu huyệt, vẻn vẹn quán chú mấy chục giây thời gian, để giang giật toàn thân run sợ sự tình phát sinh cái kia khiếu huyệt phát sáng lên, mà cán thi thân thể lại khẽ run lên. chương 1637, sắp chết đến nơi. Khiếu huyệt sáng lên, cán thi hơi động một chút, mặc kệ cuối cùng là không có thể luyện hóa, giang giật nội tâm đều kích động chỉ cần có phản ứng vậy liền đáng giá thử một lần, lập tức hắn lập tức liên tục không ngừng quán chú thiên lực đi vào còn lại khiếu huyệt, từng cái kích hoạt. Hắn cái gì đều không quan tâm, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một cái tay liên tục không ngừng thả ra kiếm sát tộc, một cái tay khác thì quán chú thiên lực đi vào. Từng cái khiếu huyệt kích hoạt, chờ đợi cán thì toàn thân 108 cái khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt lên, nhìn xem có thể hay không có phản ứng gì. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị phá hủy, Giang giật thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc càng ngày càng ít, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, toàn tâm yên lặng tại cán thi trên thân, thiên lực biên cuồng quán chú, từng cái khiếu huyệt kích hoạt. Một nén nhang, hai nén hương, khiếu huyệt đã kích hoạt lên hơn 70 cái, mỗi lần kích hoạt một cái khiếu huyệt, cán thi đều sẽ rung động thoáng cái, cái kia khiếu huyệt quang mang lấp lánh không ngớt. Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc chỉ còn lại không tới 6 vạn, Giang giật còn hoàn toàn không quan sát. Hưu, bên kia kha lộng ảnh điều tức một trận, thân thể đột nhiên đứng lên hướng phía dưới nhẹ nhàng rất xuống. Nàng nhìn một cái giang giật bệ đá phương hướng, lại nhìn một chút phía trên bảo hạp, cuối cùng khẽ lắc đầu hướng mặt phía bắc đi đến, một câu không có cùng đao phong nói. Hưu, công dương tiểu thư cũng bay thấp mà xuống, nàng cùng kha lộng ảnh đều từ bỏ, liền chờ giang giật bị chém giết sau đi địa phương còn lại tìm kiếm mặt khác bảo vật. Nhanh, nhanh, hắn phóng khôi lỗi tốc độ trở nên chậm, trên người hắn khôi lỗi không nhiều lắm. Giết, giết, ha ha ha. Kha lộng ảnh đi ra ngàn trượng, đột nhiên nghe phía sau truyền đến một trận tiếng huyên náo, nàng bước chân dừng lại cuối cùng ngừng lại, xoay người nhìn qua bệ đá, tựa hồ muốn nhìn một chút một thiên tài là thế nào vẫn lạc. Dầm dầm dầm, phong vương cấp cường giả công kích đến mãnh liệt hơn, kiếm sát tộc từng mảnh từng mảnh bị hủy diệt, giang giật thả ra kiếm sát tộc tốc độ càng ngày càng chậm, bởi vì thiên hàn châu bên trong kiếm sát tộc càng ngày càng ít. Nửa nén hương về sau, giang giật thiên hàn châu quang mũi nhọn lấp lánh một phen, lại cái gì cũng không có phóng xuất. Hắn ngạc nhiên bừng tỉnh, tâm niệm yên lặng tại Thiên Hàn Châu bên trong nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì Thiên Hàn Châu bên trong kiếm sát tộc đã toàn bộ tiêu hao hết, trước người hắn kiếm sát tộc chỉ có mấy trăm, đoán chừng hai vòng công kích về sau, kiếm sát tộc muốn toàn bộ hủy đi. Còn có ba cái khiếu huyệt, Giang giật trầm hống một tiếng, không đi quản kiếm sát tộc, thể nội thiên lực biên cuồng vận chuyển, hướng kiếm sát tộc đỉnh đầu bên trên ba cái kia khiếu huyệt phóng đi. Rầm rầm rầm, không cần hai vòng công kích Vẹn vẹn một vòng công kích, giang giật phía trước kiếm sát tộc bị phá hủy hơn phân nửa, thân thể của hắn cũng bại lộ ở bên kia phong vương cấp trong mắt. Ha ha ha, giang giật, tiếp tục phóng A, à, người khôi lỗi không phải rất nhiều sao tiếp tục A. À. Phong thiếu, chúng ta nhìn thấy giang giật, giết, giết A, à, hơn 10 đạo lưu quang gào thét mà đến, ngăn tại giang giật phía trước kiếm sát tộc toàn bộ bị tạc đến chia 5 xẻ 7, mấy đạo lưu quang mắt thấy là phải đập chúng giang giật. Đúng lúc này, Giang giật đem cái cuối cùng khiếu huyệt cho kích hoạt lên, toàn bộ cán thi hắc quang lóe lên, thân thể rung động kịch liệt, sau đó vậy mà đứng lên, tại thời khắc này một đạo không hiểu tin tức tràn vào giang giật trong đầu, hắn đầy mắt cuồng nghỉ quát lớn, cán thi, động. Hưu, tựa như di hình hoán ảnh, cán thi thân thể lóe lên đứng ở giang giật phía trước, đem kia mấy đạo lưu quang toàn bộ cản lại, mà hậu thân con khẽ cong, bàn tay lớn vồ một cái đem giang giật chộp vào trong lòng bàn tay. Ây, toàn trường thạch hóa, nhìn qua sừng sững trên đài cao, tôn này như là ma thần cán thi, nhìn qua cán thi cặp kia không có con người đen kịt một màu đôi mắt, cảm thụ được cán thi trên thân tán phát không hiểu hung uy. Mọi người cũng cảm giác chính mình biến thành một đứa bé, đứng ở một cái to lớn mãnh thú trước mặt. Cái này, giang giật thế mà đem cán thi cho luyện hóa, kha lộng ảnh như vẽ lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cán thi luyện hóa phi thường phức tạp, nghe nói muốn luyện hóa phải hao phí phi thường lâu thời gian, còn muốn tại cán thi bên trong bố trí rất nhiều cấm chế cùng trận pháp, nếu không căn bản không có khả năng khống chế theo lẽ thường nói tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy tự luyện hóa đừng hốt hoảng đao phong phản ứng rất nhanh hắn quát khẽ hắn không tin tưởng giang giật chỉ đơn giản như vậy đem cán thi cho luyện hóa hắn so kha lộng ảnh hiểu được càng nhiều giang giật là không thể nào nhanh như vậy luyện hóa cán thi hắn vung tay lên những công tử kia các tiểu thư đều hướng hắn tụ tập hắn con ngươi liếc mấy cái đối bảo tháp trên cung điện phong vương cấp cường giả quát khẽ nói công kích đem giang giật cho đánh giết hiu 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 mười mấy cái phong vương cấp đồng thời công kích, mấy chục đạo lưu quang lấp lánh, toàn bộ khóa chặt bị cán thi nắm trong tay giang giật. Ha ha, giang giật bị cán thi chộp trong tay sau không hề động, ngược lại nhắm mắt lại. Giờ phút này hắn đồng dạng không có mở to mắt, chỉ là quỷ mị cười một tiếng, trong tay sáng lên một đạo quang mang, hắn quán chú mấy chục tia huyền hoàng chi lực tiến vào cán thi thể nội, kia cán thi hóa thành một đạo tàn ảnh tại trên bệ đá chấp động, nhẹ nhõm tránh né kia mấy chục đạo lưu quang. Đi lên, giang giật chợt quát một tiếng, sau một khắc phát sinh sự tình, để toàn trường trợn mắt líu lưỡi. Kia cán thi thân thể tại trên bệ đá trùng điệp đạp mạnh, toàn bộ thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén nổ bắn ra mà lên, thoáng cái tựu sông lên cao trăm trượng uổng phí, một cái khác đại thủ hung hăng bắt lấy phía trên bảo dương, bảo dương quang mang lấp lánh, nhưng mạnh mẽ bị cán thi đại thủ cho kéo xuống. Công dương tiểu thư kha lộng ảnh vắt hết óc, đem hết toàn lực đều không thể đạt được bảo dương lại bị cán thi như vậy nhẹ nhẹ nhảy lên bắt lại vô số mắt người bên trong lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét cái này bảo dương bên trong tuyệt đối có được trọng bảo A. À. Ha ha, một đám ngớ ngẩn, sắp chết đến nơi còn băn khoăn bảo vật, một đạo thanh linh thanh âm vang lên, xa xa kha lộng ảnh nói một câu nói, thân thể hóa thành thanh phong hướng nơi xa chạy đi, không còn có để ý tới tình huống bên này. Công dương tiểu thư đao phong bọn người trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, đao phong quát khẽ lui. Còn có thể lui, bị cán thi cầm giang giật đôi mắt đột nhiên mở ra, cán thì một cái tay khác đem bảo dương đưa tới, hắn thu nhập trong giới chỉ, hắn một tay sáng lên nhanh chóng quán chú mấy chục tia huyền hoàng chi lực tiến vào cán thi, kia cán thi thân thể như kiểu lưới kiếm sắc bén phóng đi, tại trên bệ đá đạp mạnh, sau đó như một cái như cự thú nhảy vọt hơn 100 trượt, nhẹ nhóm lên đối diện một tòa bảo tháp phía trên. Trốn, phía trên mấy người ngay từ đầu còn muốn công kích, nhưng nhìn thấy một cái hào quang màu xanh thẫm lấp lánh cự trảo, lập tức dọa đến sắc mặt đều xanh, điên cuồng nhảy vọt mà xuống, muốn chạy trốn. Suy suy, có một cái phong vương cấp cường giả phản ứng vẫn là chậm, bị cán thi một cái cự thủ ra sức vồ một cái, hắn bên ngoài cơ thể nguyên thủy linh bảo chiến giáp tầng tầng bạo liệt, cán thi nhẹ nhõm bắt được đi vào đem hắn ngực tóm đến nhão nhuệt, chết thảm tại chỗ. Trốn, đao phong bọn người nhìn mấy lần, nội tâm không còn có nửa điểm hy vọng xa vời. Giang giật hoàn toàn chính xác luyện hóa cán thi, cái này cán thi chiến lực kinh khủng đến mức làm lòng người giật mình, nguyên thủy linh bảo chiến giáp đều có thể bẻ vụn, tốc độ nhanh đến dọa người, phòng ngừa càng là vô địch, như còn không trốn tất cả mọi người muốn chết. chương 1638, tươi sống đập chết. Cán thi hoàn toàn chính xác rất khó khăn luyện hóa, nếu không giang giật sẽ không luyện hóa lâu như vậy, mà lại chỉ có hắn một người có thể dạng này luyện hóa, bởi vì hắn có thể tu luyện lực thần quyết, trong thân thể có huyền hoàng chi lực. Lực thần nhất tộc tu luyện chính là 108 khiếu huyệt, chỉ cần cái này 108 cái khiếu huyệt bị kích hoạt lên, cái này cán thi không sai biệt lắm tự bị luyện hóa, nhưng người khác coi như luyện hóa 108 khiếu huyệt cán thi cũng không động được, bởi vì không có năng lượng duy trì, tử vật sao có thể động đâu. Thiên giới đại gia tộc luyện hóa cán thi, cần ở bên trong bố trí rất nhiều đại trận cấm chế, sau đó dùng đặc thù linh thạch cung cấp cho cán thi đầy đủ năng lượng, dạng này cán thi mới có thể di động, mới có thể công kích. Giang giật không cần, bởi vì hắn có huyền hoàng chi lực, cái này huyền hoàng chi lực là lực thần tộc căn bản, năng lượng phi thường bá đạo một tia huyền hoàng chi lực liền có thể để cán thi di động năm hơi thời gian, đồng thời tốc độ di chuyển càng nhanh mạnh hơn, lực công kích hung tàn hơn. Trốn, Giang giật vừa rồi kém chút tự bị giết, giờ phút này nhìn thấy một đám người chen chúc mà chạy, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu hắn nhanh chóng quán chú huyền hoàng chi lực khống chế cán thi đột nhiên nhảy xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước đuổi theo, liền một món khác bảo vật đều không để ý tới lấy, dù sao chỉ có hắn có thể được đến, cũng không vội phía trước có một đám công tử tiểu thư, kia là thiên giới đỉnh cấp hào môn con em, giang giật phi thường tinh tường giết các nàng chẳng khác nào đâm phá thiên. Nhưng hắn tính cách từ xưa giờ đã như vậy, ai muốn giết hắn đều muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, mặc kệ là ai giết chết lại nói. Hưu, cán thi trước người là lực thần nhất tộc đông đế, cái này đế không biết có phải hay không là phong đế cấp đế, nhưng làm lực thần nhất tộc tộc hoàng phía dưới đệ nhất nhân, cỗ này cán thi cường đại không cần hoài nghi. Huống chi cái này cán thi còn bị đông đế dùng đặc thù bí pháp luyện hóa vạn năm, cụ thể có bao nhiêu cường đại, giang giật chính mình cũng không biết. Đao phong đám người tốc độ rất nhanh, nhưng một chút công tử tiểu thư tốc độ chậm ta, các nàng gia tộc hộ vệ tự nhiên không dám toàn lực chạy hết tốc lực, cần thủ hộ các nàng. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt cán thi tiểu đuổi kịp phía sau đại bộ đội, một cái lợi chảo phá không mà đến, mang theo một mảnh tiếng rít, còn có một cỗ lạnh thấu xương sát cơ bao phủ đằng sau hơn 10 người. Thiếu ra, nhanh bóp nát thần độn phù một tên phong vương cấp hộ vệ đối thiếu ra nhà mình quát khẽ một tiếng thân thể nghĩa vô phản cố bắn ngược mà quay về trong tay chiến đao hóa thành từng mảnh tàn ảnh đối cán thi móng vuốt hung hăng đánh xuống keng 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 một mảnh hỏa hoa sáng lên sắc bén chiến đao bổ vào cán thi trên móng vuốt tựa như bổ vào nguyên thủy linh bảo binh khí bên trên cán thi lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chiến đao cho bắn ngược ra đi lợi chảo hung hăng đối đầu của hắn chộp tới a à, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên người này đầu trực tiếp bị bóp nát nhà hắn công tử không còn có bất cứ chút do so dự nào, trong tay xuất hiện một cái hình lục giác ngọc phù trùng điệp bóp nát. Ông, một đạo bạch quang lấp lánh, đem công tử này bao phủ đi vào, lập tức người này thân thể hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Còn lại một chút công tử tiểu thư nhau nhau bắt trước, lấy ra một cái hình lục giác ngọc phù bóp nát, thân thể đều biến mất tại nguyên chỗ. Thứ đồ gì, Giang giật nháy nháy mắt, cái này hình lục giác ngọc phù là cái gì lại có thể để cho người ta hư không tiêu thất biến mất người là ẩn thân vẫn là truyền tống đi nếu như là truyền tống lại đi nơi nào tầng thứ nhất vẫn là hỗn độn hải còn như truyền tống đi thiên giới. Giang giật là không cần nghĩ tới cảm tường, dù sao xa như vậy khoảng cách, cỡ nhỏ truyền tống trận đều truyền tống không được. Đao phong không có bóp nát thần độn phù, công dương tiểu thư đồng dạng không có, sở hữu công tử tiểu thư đều đi, tự hai người còn chưa đi. Thần độn phù thế nhưng là trực tiếp truyền tống về chính mình gia tộc thiết định địa điểm, giống như cứ như vậy trở về, vẫn là bị địa giới một người trẻ tuổi buộc trở về, hai người đều cảm thấy trên mặt không có hết, tại gia tộc địa vị khẳng định hội hạ hàng. Giang giật, đao phong trên mặt thương thế đã khá nhiều, bất quá trên mặt cũng đều là vết sẹo, không có vừa rồi khủng bố như vậy xấu xí. Hắn một bên lao nhanh một bên quay đầu gầm thét, giang giật đừng giết, lần này coi như ta đao phong nhận thua, về sau bản công tử tuyệt không tìm ngươi phiền phức, chúng ta lập tức rời khỏi cái này đại điện, như thế nào? công dương tiểu thư nghĩ nghĩ mở miệng nói ra giang giật ngươi về sau sớm muộn muốn đi thiên giới ngươi như lại giết người về sau còn thế nào lại thiên giới chỗ dựa lần này xem như chúng ta không đúng trước kia ân oán xóa bỏ như thế nào không thế nào giang giật cười lạnh đám này đao phong cùng công dương tiểu thư ra mặt thật là dày a à, như hắn không thể luyện hóa cán thi giờ phút này khẳng định bị toái chết vạn đoạn đi hắn luyện hóa cán thi hai người này lại nghĩ nhất tiếu mẫn ân cửu thiên giới hắn cho tới bây giờ tựu không nghĩ tới đi thiên giới hưu, cán thì tiếp tục hướng phía trước nổ bắn ra, những cái kia không có đà tới phong vương cấp cường giả khổ bức, mỗi lần một chảo đều có thể vồ chết một người, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, phía sau hơn 10 người toàn bộ bị tươi sống vồ chết. Giang giật, nhất định phải dạng này, đao phong đều là vết sẹo mặt uốn éo, bọn hắn đã chạy vội tới đại điện phía nam cuối cùng. Phía trước có một đại môn, ra cái đại môn này đoán chừng không truyền tống hồi trở lại tầng thứ hai, cũng có thể đi khác thiền điện. Nhưng đại môn này cấm chế lấp lánh, muốn phá vỡ thời gian ngắn khẳng định làm không được nhìn thấy giang giật không có trả lời đao phong nổi giận hắn quát khẽ đại gia liều mạng dù sao các ngươi không có thần độn phù chỉ có một chữ chết cùng một chỗ liều chết chém giết giang giật đao phong lời còn chưa nói hết cán thi hướng hắn cuồng bạo vào tới đao chiến vội vàng ngăn ở ở giữa đúng lúc này giang giật một cái tay sáng lên lục sắc hỏa diễm cuồng bạo mà ra trong nháy mắt đem phía trước đao chiến bao phủ đi vào một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch mà ra a à, Đao chiến bị đốt bị thương, thân thể bản năng lui nhanh. Bốn phía vốn định vây công phong vương cấp đồng dạng bản năng hướng bốn phương tám hướng thối lui. Cán thi không có truy sát Đao chiến, như một đạo kiểu lưới kiếm sắc bén bắn thẳng đến Đao phong mà đi. Giang giật trong tay lần nữa đánh ra một đoàn hỏa diễm, để Đao phong căn bản là không có cách công kích, chỉ có thể điên cuồng bỏ trốn. Cán thi tốc độ so Đao phong phải nhanh hơn một chút, tăng thêm nhiệt độ cao để Đao phong nguyên lực nhiễu loạn, này lên kia xuống, khoảng cách của Song phương bỗng chốc bị kéo gần lại. Ai, nghe phía sau tiếng gió, đao phong bất đắc dĩ cắn răng lấy ra thần độn phù. Mặc dù hắn một mặt vết sẹo cái này truyền tống về đi, sẽ trở thành đao gia tộc người cho cười, hắn mặt mũi hội triệt để mất hết, nhưng mệnh dù sao cũng so mặt mũi quan trọng hơn một chút. Muốn chạy trốn, Giang giật nhìn thấy đao phong lấy ra thần độn phù, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, trong tay hắn một đoàn lục sắc hỏa diễm xuất hiện, đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Cán thi khoảng cách đao phong chỉ có 10 trượng, cái này hỏa diễm vỗ ra, đao phong toàn thân bị thiêu đốt, đau đến lăn lộn dưới đất, kia thần độn phù. Thế mà bị hắn quăng bay ra đi, tốt, giang giật đôi mắt sáng lên, quát lớn, đông đế, cho ta tươi sống đập chết hắn. Hưu, cán thi thân thể to lớn nhảy lên thật cao, chân sau thật cao vung lên, như một tòa đại sơn hung hăng hướng đao phong ngực bổ tới. Giang giác, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, đao phong mặc dù mặc đạo thiên linh bảo chiến giáp, nhưng lực thần nhất tộc lực lượng lớn bao nhiêu cái này một dưới đùi đi đao phong xương cốt ít nhất đoạn mất mười mấy cây. Xong, công dương tiểu thư đôi mắt ảm đạm, đao phong thế mà thời khắc cuối cùng đem thần độn phù cho quang bay đi kia trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn, giang giật cái tên điên này xem ra quyết định muốn giết chết đao phong. Ông, nàng không còn có bất cứ chút do so dự nào, bóp nát thần độn phù thân thể biến mất tại diệt ma cung nội. Trường 1639, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giật, ngươi không thể giết ta đao phong sợ hãi không có thần độn phù hắn căn bản là không có cách đào tẩu tốc độ của hắn không có cán thi nhanh giang giật có kinh khủng hỏa diễm hắn càng là chạy không được sở dĩ hắn không nghĩ biện pháp hôm nay phải chết tại giang giật trong tay hắn gào thét giang giật ta là đao gia đệ nhất công tử đao gia ngươi biết không kia là thanh đế thủ hạ đệ nhất gia tộc ngươi như giết ta trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi ầm uhm, đáp lại hắn là cán thi chân lớn thật cao nâng lên hung hăng chặt xuống cắn thi thân cao ba trượng như một cái long tượng thân thể ít nhất có ngàn cân trở lên lực thần nhất tộc có cái lực chứ, nhục thể của bọn hắn lực lượng kinh khủng nhất cái này một dưới đùi đi mấy cây xương cốt lại đoạn mất a à, a à, đao phong tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa hắn rất nhanh gào thét giang giật khác đừng công kích ta nhận thua bất kỳ điều kiện gì đều tốt nói chỉ cần có thể không giết ta cái gì ta đều đáp ứng ngươi công tử đao chiến điên cuồng vào tới trong tay chiến đao bắn ra một giải lụa đối bị cán thi bắt lấy giang giật hung hăng đánh xuống. Giang giật hừ lạnh một tiếng cán thi tay trái khẽ động, thân thể nhất chuyển nhẹ nhõm tránh đi, kia tấm lụa hung hăng bổ vào đao phong trên thân đem hắn thân thể đập bay ra ngoài. Hưu, một bên khác, một cái phong vương cấp cường giả cuồng bạo vào tới, nhưng hắn mục tiêu không phải giang giật, mà là cách đó không xa một khối hình lục giác thần độn phù. Ai có thể cầm xuống thần độn phù ai liền có thể sống mệnh, cũng mặc kệ đao phong không đao phong, trước đào mệnh lại nói. Đương nhiên cũng có một số người nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, rất nhiều đều hướng kha lộng ảnh rời đi phương hướng bỏ chạy, bọn hắn đều phi thường tinh tường, không ai có thể giết chết giang giật. Cán thi tốc độ cùng phòng ngự quá nhanh, giang giật còn có kinh khủng hỏa diễm, không ai dám tới gần hắn. Ông, thần độn phù phù cận không gian có chút ba động, một thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, thần độn phù biến mất trên mặt đất. Tên kia hướng thần độn phù phóng đi phong vương cấp cường giả có chút kinh ngạc, lập tức tỉnh mộ lại giận tím mặt, một tay đối phụ cận không gian một trận cuồng oanh loạn tạc chết giang giật không cần nhìn đều biết độc linh xuất thủ đem thần độn phù đoạt nhìn thấy kia phong vương cấp cường giả muốn đem độc linh dung ra đến vội vàng khống chế cán thi hướng bên kia cuồng bạo phóng đi một cái lợi chảo lóng lánh hào quang màu xanh thấm thẳng bắt phong vương cấp võ giả ách phong vương cấp cường giả nhìn thấy một gỗ như là ma thần thân ảnh cuồng bạo vào tới vội vàng không dám tiếp tục công kích quay đầu liền chạy nhưng hắn tốc độ chạy qua cán thi cán thi tốc độ thế nhưng là so đao phong nhanh hơn A, à, vẻn vẹn đi ra ngoài vạn trượng tự bị cán thi đuổi kịp. Phong vương cấp cường giả cảm nhận được phía sau vang lên một đạo tiếng xé gió, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mặc kệ cán thi lợi chảo, trở tay đối cán thi tay phải nắm giang giật hung hăng bổ tới. Muốn chết, giang giật trong tay sáng lên lục sắc hỏa diễm, phong vương cấp cường giả lập tức đau đến toàn thân rung động, căn bản là không có cách công kích bị cán thi một chảo tươi sống cho vồ nát. Độc linh, thu thập chiến lợi phẩm, Giang giật quát khẽ một tiếng, khống chế cán thi hướng bị đao chiến mang theo đào tẩu đao phong đuổi theo. Hắn khuôn mặt như sắt, đôi mắt vô cùng kiên định, đao phong hắn là tất sát không thể nghi ngờ, đao phong trên thân thế nhưng là có một kiện đạo thiên linh bảo chiến giáp A. À. Giang giật không để cho cán thi dùng móng vuốt công kích, mà là dùng chân thẻ, liền là không muốn hủy đi cái này đạo thiên linh bảo chiến giáp. Bốn phương tám hướng đều là người, đều đang điên cuồng đào tẩu, giang giật không để ý đến những người khác đuổi sát đao chiến mà đi, đao phong người bị thương nặng đã đi không được, toàn thân còn bị thiêu đến bốc lên khói xanh, đang không ngừng đau nhức gào giống. Ông, Giang giật không ngừng quán chú huyền hoàng chi lực, nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này cán thi cần huyền hoàng chi lực nhiều lắm, mỗi lần năm hơi thời gian nhất định phải quán chú một tia huyền hoàng chi lực, nếu không cán thi đều không động được. Vẹn vẹn thời gian ngắn như vậy, lại tiêu hao hắn gần nửa huyền hoàng lực. Bất quá cái này huyền hoàng chi lực sử dụng hết, về sau có thể tu luyện được Giang giật cũng không quản nhiều như vậy, trước chém giết đao phong lại nói. Nhìn thấy sau lưng một đạo tàn ảnh đuổi theo, đao chiến sắc mặt nhanh như hỏa phần, nhìn qua còn tại đau nhức gào giống đao phong nói ra, thiếu ra, ngươi còn có thể trốn sao không được ngươi trước trốn, ta tới chống đỡ lại nếu không hai người chúng ta đều phải chết ha. Thần độn phù phi thường chân quý, ngoại trừ các gia tộc công tử tiểu thư bên ngoài, những hộ vệ này một người đều không có, nếu không đao chiến sớm bảo đao phong truyền tống đi. Đao phong nghe được đao chiến, nội tâm run lên, hắn nhúc nhích còn tại bốc lên khói xanh bờ môi nói ra, đừng trốn, trốn không thoát, cùng giang giật đàm phán. Đao chiến nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này, đao phong đã thương nặng, có thể bỏ chạy cái nào. Hắn thân thể dừng lại tựu đứng tại chỗ, lãnh mâu nhìn qua bị cán thi chộp trong tay giang giật, quát khẽ nói, giang giật, người cần phải biết, phong thiếu là ta gia tộc trưởng yêu thích nhất tôn tử, chúng ta đao ra là thanh đế thủ hạ đệ nhất gia tộc, trong gia tộc ngụy đế cấp cường giả có ba người. Người như giết phong thiếu, trên trời dưới đất ngươi không thể trốn đi đâu được, mà lại ngươi gia tộc khẳng định cũng sẽ bị diệt tộc. Chỉ cần các ngươi buông tha nhà ta phong thiếu, điều kiện tùy ngươi khai, hòa hay chiến, ngay tại ngươi nhất niệm bên trong. Ngụy đế cấp, Giang giật còn là lần đầu tiên nghe nói cái này cấp bậc, xem ra hẳn là phong đế cấp phía dưới, phong vương cấp cường giả tối đỉnh. Hắn đùa cợt cười một tiếng, đi địa giới hắn thật đúng là không sợ thiên giới cường giả, viên kia thần thụ thế nhưng là phong đế cấp A, thần thụ muốn bảo vệ hắn 10 năm, đao ra người đi địa giới chỉ có thể tự tìm khổ ăn. Cán thi cuồng bạo vào tới, Giang giật chưa hề nói một câu, cán thi phương thức công kích rất đơn giản, liền là bằng vào tốc độ khủng khiếp, móng vuốt sắc bén trực tiếp vồ chết, Giang giật trên người có lục sắc hỏa diễm, phối hợp lại càng là hung tàn. Thiếu chủ, mau trốn, đó là cái tên điên, lục trảo không ngừng trong mắt phóng đại, đao chiến biết rõ nói cái gì đều vô dụng, đột nhiên đem đao phong hất lên, thân thể hướng Giang giật phóng đi, trong mắt của hắn xuất hiện một vòng điên cuồng, gào thét giang giật cùng chết đi ông trong cơ thể hắn thần hạch thiên lực biên cuồng vận chuyển bên ngoài cơ thể giấy lên hừng hực liệt hỏa lại muốn tự bảo hắn ý tứ hết sức rõ ràng cắn thì phòng ngự cường đại nhưng giang giật phòng ngự không được a à chỉ cần đem giang giật cho nổ chết đao phong tựu an toàn ngây thơ giang giật cười lạnh một tiếng khống chế cắn thì đột nhiên xoay người đồng thời thân thể cong lên như ôm hải tử đem hắn bảo hộ ở ngực đồng thời hướng phía trước lăn xuống mà đi oanh một đạo nổ thật to âm thanh một cỗ kinh khủng không gian sóng chấn động quét sạch mà ra, bốn phía đại điện cấm chế lấp lánh không ngớt, trung tâm vụ nổ không gian từng lần một bị xé nứt, đều là xấu xí vết rách. Xa xa đao phong bị tươi sống nổ đập bay mà đi, không bằng hắn trên người có đạo thiên linh bảo chiến giáp không có bị đánh chết. Cán thi bị đánh đến lăn ra ngàn trượng, cũng may cán thi phòng ngừa quá kinh khủng, không thể so với đạo thiên linh bảo yếu, giang giật lục sắc hỏa diễm thiêu đốt đều không có nửa điểm sự tình a. À. Phốc, ngược lại xa xa đi theo độc linh bị đánh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, không bằng hắn khoảng cách xa xôi, không có bị đánh chết, chỉ là bị chấn thương. Kinh khủng, mặc dù có cán thi che chở, nhưng giang giật vẫn là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, trong miệng tụ huyết tuôn ra, hắn âm thầm kinh hãi một hồi, khống chế cán thi hướng xa xa đao phong bắn tới, trong đôi mắt đều là kiên định cùng lãnh ý, quát khẽ nói, đao phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ.